Huống ra ngoài của Hàn Lập lần này, Hàn Lập nói sơ qua, chỉ là nói trên đường đã giết vài tên tu sĩ kết đan quỷ linh môn cùng ma diễm môn. Kết quả, hai vị này đều không có lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại còn lớn tiếng khen hay. Xem ra hai người này đối với chuyện lần trước tránh ma lưỡng đạo tính kế bọn họ, vẫn ghi hận trong lòng. Đặc biệt là lão già tóc bạc, lúc đầu vì mạng sống, không thể không thi triển một loại bí công bảo vệ tính mạng, khiến cho nguyên khí bây giờ vẫn còn đại thương, chưa hoàn toàn hồi phục hành động này của hàn lập cũng xem như là thay bọn họ trả thù thấy tình hình này hàn lập càng thêm an tâm sau khi trò chuyện nửa ngày liền trở về động phủ trên đường hắn bắt đầu suy nghĩ xem xử trí vị đại mỹ như áo trắng kia như thế nào nữ tử họ liễu trong mê man từ từ tỉnh lại đôi mắt sáng mới vừa mở ra liền thấy một khuôn mặt tiến đến trước mặt không khỏi kinh hãi vội vàng lùi ra phía sau mấy bước tựa vào tường đá lúc này nàng mới phát hiện chủ nhân của khuôn mặt chính là một thiếu phụ kiều mỹ hơn 20 tuổi, đang thản nhiên cười. Mà xung quanh nàng nhìn như hoàn toàn bị phong bế trong mật thất, nơi đây ngoại trừ một cái bổ đoàn hình tròn, cũng không có thứ gì khác. Đạo hữu đã tỉnh lại, nếu không có chuyện gì, hãy theo ta đi gặp chủ nhân thiếu phụ cười hì hì nói. Chủ nhân, hắn là ai, nơi này là địa phương nào Liễu Ngọc nhất thời còn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, một mẽnh hỗn loạn trong đầu, trần chờ hỏi. Đạo hữu hãy đi theo thiếp thân, chẳng phải sẽ biết sao. Về phần nơi đây chính là Vân Mộng Sơn trong Khê Quốc. Ta nghĩ hẳn là đạo hữu biết mình ở nơi nào." Ngân Nguyệt nhìn thân thể cao gầy của nữ tử từ, từ trên xuống dưới, chậm rãi nói. "Khê Quốc, Vân Mộng Sơn, các ngươi là người của Thiên Đạo Minh." Liễu Ngọc đánh giá sơ qua, liền lập tức nghĩ ra lai lịch của đối phương, thần sắc không khỏi biến đổi thất thanh nói. "Chương 666, Liễu Ngọc, đạo hữu thật sự thông tuệ hơn người, nơi này chính là Thiên Đạo Minh Lạc Vân Tông." hay là cô nương hãy đi với ta một chút chủ nhân nhà ta đang chờ sóng mắt ngân nguyệt lưu động bất động thanh sắc thúc giục tốt tiểu nữ cũng muốn gặp mặt vị tiền bối này phiền đạo hữu dẫn đường nữ tử áo trắng cũng không phải là tu sĩ tầm thường rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường ngân nguyệt mỉm cười liền nhẹ nhàng đi ra tĩnh thất nữ tử áo trắng yên lặng theo sau một lát sau hai người đã đến trước đại sảnh hàn lập đang ngồi trên ghế đá hai mắt trong suốt đang nhìn một quang cháo thật lớn trong đại sảnh bên trong có một con linh thú, cực kỳ dữ tợn đang dùng đầu đánh vào quang cháo. Nhưng cấm chế thuộc tình thổ này vẫn không chút sứt mẻ, phảng phất giống như một khối đá. Liễu Ngọc cẩn thận đánh giá linh thú nọ, chỉ thấy hình thể linh thú này tựa giống như thanh nghiêu, trên lưng có lân giáp, đúng là một con thiết tê thú hiếm thấy. Mặc dù loại linh thú này không phải là thượng cổ dị chủng gì, nhưng cũng là linh thú quý hiếm khó gặp tại tu tiên giới. Hình như lúc trước phó gia tại nguyên vũ quốc mới bị diệt tốc, cũng có một linh thú tổ truyền như vậy nghe nói có thể lực địch tu sĩ kết đan trung kỳ mà không hề rơi xuống hạ phong chẳng lẽ là con linh thú này nói như vậy thật sự là người trước mặt này đã diệt cả nhà phó gia sau đó đoạt được linh thú này liễu ngọc đối với hành động tàn nhẫn của hàn lập trong lòng âm thầm kinh hãi rơi vào trên tay một vị tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy thật sự là lành ít dữ nhiều có điều nàng nhìn tuổi hàn lập cũng còn rất trẻ cũng thầm kinh nghi dù sao tu sĩ nam tử cũng ít có người tu luyện công pháp có công hiệu chú nhan sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, cơ bản cũng là có hình dáng trung niên. Đương nhiên, dạng trung niên này cũng là dạng 3-400 tuổi. Bởi vì cảnh giới càng cao, tốc độ lão hóa càng chậm. Cho nên tại tu tiên giới, một ít lão giả xưng hô một vài tu sĩ trung niên là sư thúc, thúc tổ cũng không có gì là kỳ quái. Lúc này, Ngân Nguyệt đứng trước mặt Hàn Lập, nghiêm nghị nói. Chủ nhân, đạo hữu ngự linh tông đã được mang đến. Ừm, người trước hết hãy lui ra Hàn Lập gật đầu, tùy ý nói vâng chủ nhân ngân nguyệt tự biết khả năng biến thân của mình không dài hàn lập mới cố ý nói như thế lúc này mặt mang ý cười lặng lẽ lui ra liễu ngọc bất an đi tới trước mặt hàn lập nhẹ nhàng xá một cái sau đó liền ôn nhu đứng một bên có vẻ rất nhu thuận hàn lập lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử sau đó lại quay đầu nhìn về thiết tê thú trong quang cháo ngón tay điểm một cái một đạo điện hồ cực nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra trực tiếp xuyên thấu qua quang cháo kích tại trên thân hình linh thú cả người thiết tê thú nhảy lên một tiếng gào thét vang ra phù một tiếng ngã lăn ra bốn vó không ngừng quẫy đạp không cách nào đứng dậy nhìn thấy một kích của hàn lập đã dễ dàng đánh cường thế linh thú ngã xuống vẻ ôn như trên mặt liễu ngọc khẽ biến nhưng lập tức lại làm như không có chuyện gì nhưng thần thức hàn lập cảm ứng được rất rõ ràng là vừa rồi chống ngực nữ tử này có đập nhanh hơn lúc này ánh mặt hàn lập mới một lần nữa quay trở lại trên người nữ tử áo trắng bình tĩnh hỏi đạo hữu tên gọi là gì vì sao vô cớ theo dõi ta? Nếu là tu sĩ quỷ linh môn cùng ma diễm môn mà tới tìm ta thì cũng rất bình thường. Nhưng ngự linh tông các người thì hình như ta không hề trêu chọc. Nghe Hàn Lập nói thế, Liễu Ngọc sau một lúc ngẩn ra, ánh mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó cắn đôi môi đỏ mọng nhẹ giọng trả lời. Tiền bối giam cầm một linh anh của ngự linh tông chúng ta, nên tiểu nữ mới không thể không phụng mệnh truy tìm hành tung của tiền bối, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng tiền bối không chấp nhặt tiểu nữ tử cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi nữ tử này rất rõ ràng cho dù không nói thật lấy tu vi thần thông của tu sĩ nguyên anh cũng đủ có thể mạnh mẽ thông qua siêu hồn thuật để biết được nàng cũng không muốn thần thức bị thương tổn biến thành ngu ngốc mộc linh anh người nói chính là lục sắc yêu anh sao hàn lập cho mày lập tức liền nhớ tới tiểu nhân yêu gì kia bị mình bắt sống có chút kinh ngạc hỏi không sai chính là nó Linh anh này vốn là do ngự linh tông chúng ta hao tốn vô số tâm huyết luyện ra, đối với bổn tông phi thường trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới lại xảy ra điểm ngoài ý muốn, bị nó trốn thoát ra ngoài, còn bị tiền bối giam cầm liễu ngọc cười khổ giải thích. Luyện chế ra, ta còn tưởng rằng thứ này là loại yêu linh hóa anh. Có điều vật nhỏ này thật rất khó giải quyết, nếu không gặp phải ta, tu sĩ có thể đối phó nó quả thật không nhiều lắm ánh mắt hàn lập chấp động, lạnh lùng nói. Liễu ngọc nghe vậy, trên kiều dung lộ ra một tia quẫn bách, nhất thời không biết nói thế nào cho tốt. Cũng may khi Hàn Lập nhìn chầm chầm khuôn mặt mịn màng của nàng, liền nghĩ tới chuyện nào đó lại hỏi. À, như thế nào các ngươi lại biết ta bắt Linh Anh, hơn nữa lại truy tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã động tay chân gì trên Linh Anh? Nếu là nói như thế, hẳn không thể qua được thần thức của ta mới đúng. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối không có hạ cái cấm chế theo dõi gì trên người Linh Anh, mà là cùng với một vị đồng môn sư tỷ khác tu luyện một loại bí thuật đặc thù, có thể đại khái cảm ứng được phương vị của Mộc Linh Anh từ cự ly xa. Cho nên mới được sư bá trong tông môn phái ra truy tìm tiền bối. Đương nhiên loại cảm ứng này cũng có hạn chế khoảng cách, nếu ngoài mười mấy vạn dặm, ta cùng vị sư tỷ kia cũng vô kế khả thi. Thoạt nhìn Liễu Ngọc quả thật không có một tia dầu giếm, chẳng những trả lời câu hỏi của Hàn Lập, thậm chí còn chủ động nói ra chuyện liên quan khác. Hàn Lập nghe xong, có chút gật đầu, mặc kệ lời nói đối phương là thật hay giả, nhưng đối với nữ tử biết thức thời này dường như cũng hài lòng. Tuy nhiên, sau đó hắn hỏi một câu làm cho thần sắc liễu ngọc đại biến. Ngự linh tông các người đã tốn hao nhiều tâm huyết luyện chế loại linh anh này như thế, vậy khẳng định nó có tác dụng rất lớn. Có thể nói cho Hàn mỗ nghe một chút không? Hàn lập nói xong, hai mắt khép hờ, Hàn quang ẩn lộ nhìn nữ tử. Trên khuôn mặt mịn màng của Liễu Ngọc lộ ra một tia trần chờ, nhưng khi đôi mắt sáng vừa tiếp xúc ánh mặt lạnh như băng của Hàn Lập, liền dùng mình một cái, miệng lập tức không hề tiếp tục do dự đáp, Mộc Linh anh này đích xác không giống bình thường, có thể cùng tu sĩ đã tu luyện qua công pháp hệ Mộc tiến hành dung hợp. Không cần tự mình ngưng kết nguyên anh, liền có thể trực tiếp lấy linh anh thay thế nguyên anh, từ đó có được tu vi cùng thần thông của nguyên anh kỳ. Với việc tiết lộ sự tình bí mật của linh anh này, sẽ khiến cho chuyện trở lại Ngự Linh Tông tuyệt không có gì tốt. Nhưng nàng rõ ràng, bây giờ không nói thì không thể qua được một cửa này. Vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ tuổi này cũng không phải hạng người thương hoa tiếc ngọc nàng chỉ có thể cố vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Trực tiếp tiến vào Nguyên Anh Kỳ, còn có loại công pháp này. Nếu việc này là thật, ngữ linh tông các ngươi chẳng phải đã sớm thống nhất ma đạo sao, sao còn có thể chịu đứng dưới hợp hoan tông. Chẳng lẽ bí thuật này có cái gì hạn chế? Hàn Lập bị lời nói của nữ tử này dọa cho giật mình, nhưng sau lại chấn định, liền hỏi thẳng. Tiền bối thật anh minh, đích xác loại linh anh này không có khả năng luyện chế ra số lượng lớn. Mặc dù bí thuật này đã được sáng chế từ trước đó rất lâu, nhưng bồi dưỡng linh anh gian nan phi thường, chẳng những tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy, trong đó tựa hồ còn liên quan đến việc phối hợp của trưởng lão trong môn khi đại hạn của họ đến, mới có thể luyện chế. Dường như nguyên anh của những trưởng lão này tỏa hóa hội tán, là điều kiện không thể thiếu. Mà mỗi một linh anh hiện thế, cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có thể thành công. Trong mười mấy lần, cũng không biết có thể thành công được một lần hay không. Muốn tiến hành dung hợp đại pháp, lại phải đồng thời tụ tập năm loại linh anh thuộc tính bất đồng mới có khả năng. Thiếu bất cứ một loại nào, đều làm cho năm loại bị khuyết, sẽ không cách nào dung hợp thành công. Mà Ngự Linh Tông chúng ta tích trữ các loại linh anh đến nay, cũng chỉ có 6 7 cái mà thôi, vẫn còn khiếm khuyết. Nhất là loại Kim Linh Anh hiếm thấy, thẳng đến hơn 10 năm trước, mới vô tình luyện chế được ra loại linh anh có thuộc tính này. Kể từ đó, trong tông môn liền lập tức tuyển ra 10 tên tu sĩ kết đan, phân biệt làm người dự tuyển để dung hợp linh anh, bắt đầu chuyên tu luyện bí thuật liên quan. Chỉ có khi đủ điều kiện liền tuyển ra 5 người trong chúng ta, tiến hành nghi thức dung hợp. Thanh âm liễu ngọc mượt mà êm tai, nhất nhất nói ra những chuyện liên quan. Hàn lập nghe vậy, mặt không chút biểu tình, nhưng quả thật trong lòng có vài phần động dung. Đưa tay lên cầm trầm ngâm, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói, loại tu sĩ này nếu may mắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, vậy khẳng định có chút bất đồng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chính thức, hắn là không hề ít khuyết điểm chứ. Phương pháp dung hợp Linh Anh này, làm cho Hàn Lập không khỏi nhớ tới tu sĩ sát đan, tựa hồ đều cùng là một loại phương pháp tốc hành đương nhiên phương pháp bồi dưỡng loại linh anh này lại càng muôn vàn khó khăn về phương diện khác vãn bối không biết nhưng thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ nguyên anh chính là thọ nguyên thì tu sĩ sau khi dung hợp linh anh lại không có thọ mệnh cũng chỉ như kết đan kỳ mà thôi hơn nữa một khi sử dụng loại bí thuật này tựa hồ từ nay về sau cũng chính thức đánh mất cơ hội kết nguyên anh hơn nữa tu vi cũng đình trệ cảnh giới không cách nào tiến thêm một bước có thể nói không ít khuyết điểm nếu đã nói ra một bộ phận, trong lòng nữ tử này càng bất chấp, cũng dứt khoát nói hết. Dù sao sự tình cho tới bây giờ, tựa hồ nói ra nhiều hay ít cũng không có cái gì khác biệt. chương 667, Sương Hoa giữ làm diễm. Nghe nữ tử này nói xong, Hàn Lập đối với một linh anh đang bị mình giam cầm cuối cũng có kiến giải. Thứ này có chút giống đế hồn thú của hắn, cũng là linh vật do người luyện chế ra. Có điều từ chuyện nó có thể cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ, cho thấy cũng rất hung hãn tối thiểu đế hồn thú trước kia cũng không cách nào so sánh tâm tư hàn lập chuyển động lời nói vừa chuyển đột nhiên hỏi một câu làm cho liễu ngọc ngạc nhiên ngươi sử dụng vài con lục rực xương công nọ cũng không phải vật thường là từ nơi nào có được đối với tình huống bình thường mà nói lấy tu vi của ngươi hình như không cách nào có được thượng cổ linh trùng như vậy chẳng lẽ đồng môn hoặc sư thúc sư bá của ngươi không có chủ ý với chúng tiền bối cũng biết linh trùng này vãn bối từ một tòa động phủ của thượng cổ tu sĩ Tìm được nơi chứa nhiều trứng trùng cổ này. Nguyên vốn tưởng rằng là trứng chết, không có khả năng ấp được, nhưng khi trở về thử một lần, lại cơ duyên xảo hợp ấp được ra vài con. Có điều trưởng bối tông môn nói, đám linh trùng này mặc dù là thượng cổ dị trùng, hơn nữa sau khi trưởng thành thì thần thông lớn vô cùng, nhưng bồi dưỡng cũng vô cùng khó khăn. Cho dù tất cả điều kiện đều có đủ, cũng cần một ngàn năm chúng nó mới trưởng thành được. Cho nên cũng không ai có chú ý đối với nó. Vãn bối cũng là cảm thấy lúc còn nhỏ thần thông của chúng nó cũng đã mạnh như vậy, nên lúc này mới không bỏ chúng thay đổi linh trùng khác. Liễu Ngọc có chút kinh nghi nói, đồng thời trong lòng cũng khó hiểu, đối phương vì sao hỏi về linh trùng này. Chẳng lẽ lấy tu vi của đối phương còn coi trọng đám rét này? Chẳng qua cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể sống hơn một ngàn năm cũng không có khả năng hao phí thời gian bồi dưỡng đám lục dược xương công này. Bọn họ cũng không chấp nhận hao phí nhiều thời gian như vậy trong lúc liễu ngọc trầm tư khó hiểu thì hàn lập lướt nhìn nàng một cái sau đó nói một lời làm cho chống ngực nữ tử này đập mạnh ta cảm thấy rất hứng thú đối với lục rực xương công của ngươi cũng có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm chúng nó tăng lên một hai cấp không biết có hứng thú giao dịch cùng với ta hay không hàn lập bình tĩnh nói tiền bối muốn vãn bối làm gì xin cứ việc nói đôi mắt sáng của liễu ngọc lưu động thản nhiên nói lộ ra phong tình vừa mừng vừa sợ hàn lập đối với biểu tình này cũng không để ý chỉ là thản nhiên nói tiếp ta có thể giúp đạo hữu thúc giục vài con lục rực xương công này, nhưng sau khi chúng nó sinh hạ trứng trùng, liền phải giao cho ta. Hơn nữa ta nghe nói khu trùng thuật của Ngự Linh Tông có chỗ rất độc đáo. Không biết có thể chỉ giáo một chút, khu trùng thuật, vốn Liễu Ngọc còn đang thầm hy vọng, liền động lại một chút. Có liên quan đến bí thuật cao cấp khu trùng khu thú, luôn luôn đều là pháp quyết trọng yếu của Ngự Linh Tông. Nếu dễ dàng tiết lộ cho người ngoài, chính là phạm môn quy. Cho dù trong lòng Liễu Ngọc sớm giác ngộ, không định làm trái ý Hàn Lập, nhưng khi nghe được lời ấy, sắc mặt cũng đại biến, trong lòng không ngừng kêu khổ. Tiền bối hẳn là biết, tự tiện tiết lộ công pháp trong tông, thì phải chịu đại tội quất hồn luyện phách. Vãn bối nếu đem bí thuật cho tiền bối, không biết tiền bối xử trí tiểu nữ như thế nào Liễu Ngọc nhìn Hàn Lập, có chút bất an nói. Chỉ cần có được chứng trùng cùng pháp quyết ta cần, người liền có thể tự rời đi. Ta sẽ không mảy may ngăn trở. Về phần có trở lại ngữ linh tông hay là đi tìm nơi khác là tùy ngươi thiên hạ to lớn chẳng lẽ ngươi không cách nào tìm được chỗ đặt chân hàn lập hời hợt nói phảng phất như đây chỉ là chuyện nhỏ liễu ngọc nghe vậy ngọc dung lại âm tình bất định sau một lúc lâu mới mở đôi môi đỏ mộng cười khổ nói tiền bối nói thật dễ dàng vãn bối đối với chuyện của mình rất rõ ràng nếu trở thành tán tu đời này tiểu nữ cũng đừng nghĩ đến ngưng kết nguyên anh huống hồ vãn bối bây giờ cũng biết lai lịch cùng thân phận của tiền bối tiền bối như thế nào lại dễ dàng thả vãn bối đi sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết nữ tử này tựa hồ phi thường thấu triệt việc này sâu thảm nói vậy ý người định như thế nào chẳng lẽ muốn ta phát độc thệ lấy việc này áp chế ta hàn lập nghe vậy không có tức giận thần sắc không thay đổi nói áp chế vãn bối sao dám như thế vãn bối nghĩ chỉ muốn cầu một cái kế sách bảo vệ mà thôi liễu ngọc lắc đầu bình tĩnh nói người nghĩ muốn như thế nào tự bảo vệ tiền bối nếu không chê tiểu nữ từ nay muốn bái vào môn hạ tiền bối làm đệ tử của tiền bối không biết có thể đáp ứng hay không. Liễu Ngọc hạ thấp đầu nói, khiến cho Hàn Lập ngẩn người. Bái vào môn hạ ta, Hàn Lập thật có điểm ngoài ý muốn, không sai, lấy tu vi của tiền bối, hiển nhiên dư sức làm sư phụ của Vãn Bối. Mà Vãn Bối trừ khi trở thành môn hạ và có được sự che chở của tiền bối mới không hề cố kỵ giao công pháp của Ngự Linh Tông cho tiền bối. Nếu không, cho dù tiền bối không giết, ta cũng sẽ bị Ngự Linh Tông đuổi giết cả đời trên mặt nữ tử áo trắng lộ ra một tia sợ hãi. Hàn lập nhướng mày, ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên bàn đá bên cạnh, hơi trầm ngâm. Ngươi nói như thế, hẳn là tại ngự linh tông không có bái sư. Nhưng bái vào môn hạ ta, người đối mặt với gia tộc như thế nào? Dù sao quan hệ giữa thiên đạo minh và ma đạo chính là đối địch, người có thể nhận thức rõ ràng. Hàn lập vuốt cằm, nói không chút vội vàng, vãn bối từ trúc cơ đến kết đan, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên của chính mình mà từng bước tiến tới, vẫn chưa bái người nào làm thầy. Gia tộc càng không có vấn đề gì. Trong Liễu gia, tu sĩ đồng lứa với ta vốn cũng chỉ có mấy người mà thôi, hiện tại những người này đã sớm qua đời. Cũng chỉ còn một mình Vãn Bối Liễu Ngọc trấn định nói: "Một khi ngươi đã nói như thế, muốn vào môn hạ ta để tự bảo vệ mình cũng không phải là chuyện không thể. Bất quá nói rõ trước với ngươi, ta phải hạ cấm thần thuật trên người ngươi mới được. Sau này tu luyện cũng không được hỏi nhiều, tóm lại, ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử của ta, sau đó gia nhập Lạc Vân tông tự tu luyện. Ngươi chấp nhận không?" hàn lập cười mà không cười nói hạ cấm chế điều này cũng là hiển nhiên dù sao trước kia vãn bối chính là tu sĩ ngự linh tông chỉ cần tiền bối có thể che chở an nguy cho vãn bối tiểu nữ tử tuyệt không có bất cứ câu oán hận gì về phần chỉ điểm tu luyện ta vốn là may mắn nhặt lại được tính mạng tự nhiên không dám quá phận hy vọng xa xôi liễu ngọc dường như có thể giải thích được ý nghĩ của hàn lập không chút do so dự đáp ứng nghe được nữ tử này nhanh chóng đáp ứng hàn lập ngược lại lại trầm mặc dị quang trong mắt chấp động vài cái sau đó mới gật đầu nói được nếu đạo hữu ngay cả điều kiện bậc này cũng đáp ứng dĩ nhiên ta cũng sẽ không nuốt lời ngày mai ta sẽ dẫn người đi gặp mặt hai vị trưởng lão lạc vân tông khác sau này ngươi sẽ đổi tên gia nhập lạc vân tông đa tạ tiền bối thành toàn liễu ngọc tâm lý buông lỏng biết mạng nhỏ thật sự đã được giữ lại vội vàng mừng rỡ bái tạ ngươi trước về tĩnh thất nghỉ ngươi một chút qua một lát ta sẽ thi triển cấm thần thuật trên người ngươi sau đó thuận tiện giải pháp thuật giam cầm cho ngươi luôn hàn lập khoát tay chặn lại, bảo nữ tử này ra ngoài. Sau khi Liễu Ngọc tạ ơn, liền cung kính rời khỏi đại sảnh. Hàn quang trên vách tường đại sảnh chợt lóe, ngân nguyệt từ trong vách hiện ra. Như thế nào, người còn không có trở về nguyên hình? Hàn Lập nhìn thiếu phụ liếc mặt một cái, tùy tiện hỏi. Tu vi yêu hồ của nô tỳ so với trước kia tăng lên không ít, thời gian biến thân hiển nhiên cũng dài hơn một chút. Có điều chủ nhân, Ngào thật định nhận nữ tử này làm đệ tử sao? Ta nhớ rõ trước kia chủ nhân cũng không thích thu đồ đệ, sợ liên quan đến nhân quả mà chậm trễ việc tu hành. Lục dực xương công này thật đối với chủ nhân rất trọng yếu vậy sao? Nếu không việc bí thuật khu trùng, hoàn toàn có thể dựa vào thi triển mộng dẫn thuật để mạnh mẽ siêu hồn mà biết được hai mắt thiếu phụ vừa truyền, khó hiểu yêu kiều hỏi. Ngươi nói không sai, lục dực xương công này là tình thế bắt buộc phải có. Ngươi có cảm giác được dựa theo tiến độ bây giờ, một lần chỉ luyện hóa được một chút kiềm lam băng diễm, thì bao lâu mới có thể luyện hóa toàn bộ hàn lập ngửa người dựa lưng, uể oải nói. Không biết, tối thiểu cũng cần, Ngân Nguyệt bị hàn lập hỏi vậy liền sửng sốt, trần chờ một lát, nhất thời cũng không cách nào tính chuẩn xác. Nói cho người biết, luyện hóa một tia cần một năm tiêu hóa, muốn đem tất cả băng diễm thành sở hữu của mình, tối thiểu cũng cần 200 năm thời gian. Cái này thật quá dài, mà đám lục rực xương công phun hàn khí này, có thể giúp cho thời gian luyện hóa được rút ngắn rất nhiều, hơn nữa còn có thể có tác dụng tăng phúc kỳ diệu đối với kiềm lam băng diễm hàn lập thản nhiên nói sau đó hai tay vừa nhấc hai tia phân biệt từ hai tay đi ra kết quả tại trong ánh mắt kinh ngạc của ngân nguyệt chỗ đầu ngón tay hai tia sáng trắng xanh phân biệt chấp động một đóa xương hoa trắng như tuyết một một đóa băng diễm xanh biết trước sau hiện ra trên đầu ngón tay nhẹ nhàng lơ lửng tinh xảo khác thường đây là ngân nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng hàn lập bất động thanh sắc mở miệng thổi một hơi Nhất thời trong nháy mắt một mảnh khói xanh bay ra, cuốn sương hoa cùng lam diễm vào trong. Trong phút chốc sương hoa cùng lam diễm hóa thành một điểm sáng, hỗn tạp đan vào cùng một chỗ. Theo sau, một tiếng nổ trầm thấp truyền ra, phát ra tia sáng màu trắng xanh. Trong đám khói xanh, bỗng nhiên xuất hiện một con chim lửa màu tím nhỏ, hai cánh khẽ nhúc nhích, bay múa xung quanh cực kỳ linh hoạt. Nhìn thấy con chim tím lớn cỡ ngón tay, mặt Hàn Lập lộ vẻ hài lòng, thậm chí còn bao hàm một tia hưng phấn mơ hồ. Ngân Nguyệt Người còn nhớ rõ huyền cốt lão ma thi triển tu la thánh hỏa lúc đầu không? Hàn lập thở nhẹ một hơi, đột nhiên nói. chương 668, trùng giáp thuật, tu la thánh hỏa, ngân nguyệt hiển nhiên nhớ kỹ, nó được xưng là ma diễm thánh hỏa của quỷ đạo. Nếu huyền cốt tu luyện thành, mặc dù không thể nói có thể tung hoành vô địch một giới, nhưng tuyệt đối có rất ít người là đối thủ. Chẳng lẽ chủ nhân dung hợp chính là loại hỏa này, tựa hồ cùng ngày đó chứng kiến không quá giống nhau? Cái này hiển nhiên không phải là tu la thánh hỏa, ngay cả chính ta cũng không biết loại ma diễm này có lai lịch gì, nhưng rõ ràng uy lực so với kiềm lam băng diễm thì tốt hơn. Nếu ta đoán không sai, theo hàn khí mà lục rực xương công thổ ra ngày càng mạnh, thì uy lực sau khi thu nạp loại ma diễm này càng lớn, theo vậy thì đến cuối cùng cũng không kém tu la thánh hỏa bao nhiêu. Điều này là ta trong lúc vô ý hấp thu hàn khí của con rết mới ngẫu nhiên phát hiện được. Không thể không nói là cơ duyên may mắn, nói xong lời này, tay hàn lập vừa động, con chim lửa màu tím sau khi bay múa vài vòng, liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Mà Ngân Nguyệt sau khi ngẩn ra, liền ngạc N nhiên vui mừng. Vậy nô tỳ xin chúc mừng chủ nhân, nguyên bổn đối với kiềm lam băng diễm thì tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không dám chạm vào, bây giờ nếu có được ma diễm dung hợp, vậy chủ nhân lại càng có khả năng quét ngang thiên nam Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, cười khanh khách, càng có vẻ quyến rũ động lòng người. Quét ngang thiên nam, khẩu khí cũng thật quá lớn, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ tại thiên nam, cũng không biết có bao nhiêu, Mấy lão quái vật này không người nào không phải sống lâu thành tinh, chẳng lẽ không có đòn sát thủ. Nói không chừng gặp phải thứ gì đó có thể khắc chế ma diễm Hàn Lập lắc đầu, ngưng trọng nói. "Chủ nhân thật khiêm tốn, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy." Đôi môi đỏ mọng của Ngân Nguyệt cong lên, hai mắt lộ ra thần sắc không cho là đúng. "Điều này cũng khó nói, Phệ Kim trùng lợi hại như vậy, đứng thứ 10 trên bảng, nhưng lại đứng sau Huyết Ngọc chi thủ có thể khắc chế chúng." Nếu là đụng với tu sĩ biết một ít lai lịch của chúng nó, có bảo vật ngọc mộc, tình huống cũng sẽ không tốt. Ma diễm này tương tự cũng có vật khắc chế, thế giới này vốn không thể có công pháp hay bảo vật nào thực sự vô địch hàn lập thản nhiên cười nói. Chủ nhân suy nghĩ thật chu đáo, nếu là như thế, vậy cần phải chuẩn bị nhiều đòn sát thủ. Để phòng ngừa bị đối thủ khắc chế ngân nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ biến, có chút đăm chiêu gật đầu. Hàn lập dường như chưa nói hết, chậm rãi nói tiếp. Trước kia ta không thu đồ đệ, là bởi vì tu vi không đủ, lại không có chỗ cư ngụ nhất định, phiêu bạt vô chừng, nếu thu đổ đệ khẳng định là bị trói buộc. Nhưng hôm nay nếu đã an định tại Lạc Vân Tông, hiển nhiên cũng muốn bồi dưỡng một ít thế lực cho mình. Trong tu tiên giới, mặc dù thực lực bản thân là trọng yếu nhất, nhưng nếu lực cô thế cô, cũng có rất nhiều chỗ bất tiện và nguy hiểm. Tối thiểu là tin tức bị bế tắc, không cách nào nắm giữ một ít tình báo hữu dụng cho mình. Tỷ như hai năm sau ngu quốc cử hành đại hội giao dịch, cũng không ai chủ động báo cho ta. Mặc dù Phỏng Trừng đến lúc đó hai vị trưởng lão sẽ báo cho chúng ta biết một tiếng, nhưng như thế sẽ không cách nào chuẩn bị tốt được. Mà ta xem nữ tử Liễu Ngọc này, mặc dù tu vi không cao, nhưng không giống một người chỉ biết khổ tu. Sau khi tiến vào Lạc Vân Tông, không cần ta phân phó, Phỏng Trừng cũng sẽ cố gắng phát triển thế lực cho mình. Nữ tử này bị chủ nhân hạ cấm thần thuật trên người, trừ phi cuộc đời nay tu vi vượt qua chủ nhân, nếu không sẽ không có khả năng phản bội. Điều này so với dưới tình huống bình thường thu nhận đồ đệ, càng đáng tin cậy ngân nguyệt cười hì hì nói bổ sung hàn lập liếc mắt nhìn ngân nguyệt một cái lạnh nhạt nói người biết là tốt rồi sau đó ánh mặt hắn xoay chuyển rơi vào trên người con tê thú giờ phút này con linh thú lại lắc lư đứng lên một lần nữa có điều vẻ hung ác đã giảm đi ánh mắt nhìn hàn lập lộ ra vẻ sợ hãi mặc dù linh thú này đối với ta mà nói không có chỗ gì tốt nhưng bởi vì là linh thú của gia tộc không cần luyện hóa có thể trực tiếp sử dụng chỉ huy là thứ có thể giao dịch tốt nhất sau khi người đem dạy dỗ tốt nó, liền đưa vào trong phòng linh thú, chờ hội giao dịch tại Ngô quốc sau này, xem một chút coi có thể dùng nó đổi được thứ gì quý hiếm không. Ta giờ đi hạ cấm thần thuật lên liễu ngọc, hàn lập từ trong túi chữ vật móc ra một cái lệnh bài đen thui, vứt cho Ngân Nguyệt, mở miệng phân phó. Tuân lệnh chủ nhân, Ngân Nguyệt tiếp nhận lệnh bài, cung kính đáp, hàn lập đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Mà Ngân Nguyệt cầm lệnh bài trong tay đùa nghịch một lát, vẻ mặt trầm tư không nói, tựa hồ đang đánh giá lời nói vừa rồi của Hàn Lập. Lát sau, nàng đột nhiên cười dài dơ lệnh bài lên, chiếu vào linh thú trong quang cháo. Nhất thời lệnh bài liền bắn ra mảnh lớn hoàng quang, bao tê thú lại bên trong. Trong sảnh truyền ra một tiếng kêu thê lương, sau khi làm phép, Hàn Lập liền đem nữ tử đến chỗ lão già tóc bạc. Đương nhiên là không có hoàn toàn nói thật, chỉ nói nữ tử này cùng hắn có chút quan hệ sâu xa, cho nên đem từ ngữ linh tông về khê quốc, ý định thu vào môn hạ, để có thể chiếu cố tốt. Lão già tóc bạc nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó chợt hiểu liền cười to. Ta nói Hàn sư đệ vì sao lại chạy đến địa bàn của Ma đạo, đi một vòng rồi quay lại. Hóa ra là vì Liễu sư điệt, tốt lắm, Bổn tông có thêm một vị nữ tu kết đan kỳ, vi huynh còn cầu mà không được lão giả tóc bạc sau đó liền đáp ứng cho Liễu Ngọc gia nhập Lạc phân tông. Hàn Lập đối với việc này rất hài lòng, cùng lão giả trò chuyện một chút sự tình, sau đó liền mang nữ tử này rời đi. Tiếp theo, Liễu Ngọc chính thức đổi tên thành Liễu Nghi, bái Hàn Lập làm sư phụ, trở thành ký danh đệ tử. Mặc dù Hàn Lập nói sẽ không tự mình chỉ điểm cho nữ tử này tu luyện, nhưng sau khi bái sư cũng không có hẹp hòi, lúc này xuất ra hai kiện pháp bảo cùng bình đan dược yêu thú dùng cho tu sĩ kết đan kỳ, ban cho nữ tử này. Nếu như nói lúc trước khi bái Hàn Lập làm sư phụ, trong lòng Liễu Ngọc có chút miễn cưỡng, nhưng khi thấy vị sư phụ này lại hào phóng cấp cho vật quý trọng như thế, lúc này vừa vui mừng lẫn sợ hãi dùng đại lễ bái tạ. Lúc này nàng lần đầu cảm giác được, rời khỏi ngữ linh tông bái Hàn Lập làm sư phụ, dường như cũng không phải là một chuyện xấu. Tuy nhiên nữ tử này cũng cực kỳ nhu thuận, sau đó liền phục chế bí thuật khu trùng thuật mà mình biết được vào trong một cái ngọc giản, cũng hai tay giao mấy con lục rực xương công nọ cho Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nhận lấy phần lễ bái sư này. Sau khi Liễu Nghi rời khỏi động phủ Hàn Lập, tiến vào trong Lạc Vân Tông Bạch Phượng Phong, khai mở động phủ cho mình, trở thành một tu sĩ cao cấp trong Lạc Vân Tông. Chẳng biết lão già tóc bạc có phải vì nể mặt Hàn Lập hay không, lại cho nữ tử này đảm nhiệm chức phó phong chủ của Bạch Phượng Phong, cấp cho làm phó thủ của nữ tử họ Tống kia. Hàn Lập biết việc này chỉ cười nhẹ, sau khi hắn có được đám rết, liền dùng nghe thường thảo tiến hành thúc dục sinh trường. Nếu nghe thường thảo hữu dụng đối với vệ kim trùng, vậy đối với lục rực xương công hẳn là cũng có tác dụng. Bản thân hắn cũng tiến vào mật thất, bắt đầu tìm hiểu bí thuật khu trùng thuật cùng huyền mẫu hóa anh đại pháp mà tân như âm lưu lại. Ngồi dưới đất không nhúc nhích, hai mắt khép hờ, thanh quang lưu chuyển quanh người, phảng phất như đang tu luyện công pháp gì. Một lúc sau, hắn mở mắt, sau khi ánh mắt trong suốt hiện lên, lúc này cầm lấy túi linh thú bên hông không nói hai lời quăng lên cao, nắm tay điểm chỉ, miệng hô tật một cái. Lập tức mấy ngàn con tam sắc vệ kim trùng từ trong túi bay ra, nhanh chóng hình thành một đám mây thật lớn, xoay quanh đỉnh đầu Hàn Lập kêu lên. Hàn Lập không chớp mắt, ngược lại đứng dậy, chân dẫm xuống đất, miệng lẩm bẩm, hai tay bỗng nhiên dương ra, một mảnh khói xanh bay ra khỏi tay, bao đám mây trùng vào trong đó. Trong nháy mắt tiếng kêu của phệ kim trùng biến mất, ngược lại chúng bắt đầu giao thoa bên trong mảnh khói xanh, nhưng lại không có con nào chạm vào nhau, cực kỳ quỷ dị. Tinh quang trong mắt Hàn Lập chấp động nhìn chầm chầm đám mây trùng, mắt không chớp một cái. Qua một lát sau, tay hắn kết một pháp ấn, đồng thời tay kia hướng đám mây phát một chảo, miệng gầm nhẹ một tiếng. Thanh quang lòe lòe đám mây lập tức rơi xuống đỉnh đầu Hàn Lập, bao Hàn Lập lại trong đó. Tốc độ linh trùng nhanh hơn mấy lần so với lúc trước, điên cuồng bay múa chuyển động vậy quanh Hàn Lập, hình thành một cái lồng. Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, liền sau đó một âm thanh mờ mịt thâm thúy từ trong miệng phát ra. Nhất thời, tất cả linh trùng lấy Hàn Lập làm trung tâm, bỗng nhiên tụ tập lại, thanh quang chói mắt đồng thời bùng lên, làm cho người ta không thể nhìn. Một lát sau hào quang biến mất, nhưng một hình ảnh chiến giáp có hoa văn ba màu hiện lên trên người Hàn Lập. Thanh quang trên giáp lóng lánh, nhấp nháy lưu động không ngừng, vừa nhìn đã biết là một kiện bảo giáp chắc chắn, khó có thể phá hủy. Hàn Lập thấy vậy, ý cười trên mặt càng nhiều, lấy tay vuốt mặt ngoài chiến giáp một chút, cảm thấy cực kỳ bóng loáng, căn bản nhìn không ra chỗ dị thường, thật không thể tin nổi. Thật tốt, trước kia tại hư thiên điện thật không nghĩ tới dùng phệ kim trùng ngưng tụ thành một bảo giáp, ngự linh tông không ngờ đã sớm nghiên cứu ra. Thật không hổ là lấy khu trùng thuật làm vang danh trong các đại tông ma đạo tại thiên nam. Ta thật khó có thể sánh bằng hàn lập sau khi cười một lát, liền khẽ thở dài, thì thảo nói chương 669, Nguyên Anh thứ hai tu luyện khu trùng thuật cũng không khó, lấy tu vi hiện nay của Hàn Lập, tìm hiểu loại bí thuật này dễ như trở bàn tay, như nước chảy mây trôi. Nhưng mà cái bí thuật này cũng khiến cho hắn có một phen mở rộng tầm mắt. Trên đó có ghi lại vài phương pháp điều động trùng tấn công làm cho hắn hài lòng không thôi. Đặc biệt là pháp quyết trùng giáp thuật lại càng là một pháp quyết hoàn hảo khiến cho trước kia hắn còn mơ hồ, giờ có thể thực hiện. Trước kia, dù hắn có thể chỉ huy tam sắc về kim trùng ngưng kết thành những loại hình dáng đơn giản nhưng nếu muốn nó hóa thành những hình thức cao hơn thì vô cùng khó khăn khiến cho hắn lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, không thể giải quyết. Bây giờ có Ngọc Giản ghi lại pháp quyết trùng giáp thuật, trải chia hơn tháng ngắn ngủi luyện tập, hắn đã ngưng chiến giáp thành công. Thật sự là quá bất ngờ, nhưng cũng khiến cho Hàn Lập vô cùng cao hứng, trong lòng mừng rỡ. Hắn tin tưởng vị cao nhân sáng tạo ra trùng giáp thuật cũng không dễ dàng có được vệ kim trùng cường đại như vậy để tạo giáp, nói về lực phòng ngự tất nhiên không bằng bảo giáp chân chính. Hơn nữa việc tu luyện trùng vốn vô cùng ít nên công pháp này mới không nổi tiếng. Nhưng mà pháp quyết trong tay hắn lại không giống như vậy. Tam sắc về kim trùng vốn là một loại vô cùng khó khăn để phát triển, hơn nữa lại có năng lực ngưng kết hình khiến cho chiến giáp vốn chỉ có năng lực hộ thể bình thường kia lại vô cùng thích ứng với hắn. Hơn nữa sau này chờ về kim trùng màu vàng được huấn luyện thuần thục tất nhiên sẽ huyễn hóa ra bảo giáp càng tốt hơn, Hàn Lập tin tưởng 10 phần việc này khi nghĩ đến loại tiến hóa cuối cùng của phệ kim trùng hàn lập khó có thể kiềm chế sự hưng phấn một lúc sau hàn lập cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh vớt phe trùng giáp một lúc trong lòng hơi trầm tư sau đó thổi ra một ngụm linh khí trùng giáp một lần nữa biến tan đi trở thành trùng như cũ hàn lập nhấc tay chốc lát thu tất cả vào bên trong túi linh thú hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất lấy từ trong túi chữ vật ra một ngọc giản màu xanh xanh đúng là vật của tân như âm để lại hàn lập hai tay nâng vật ấy lên mắt hơi khép lại, thần thức rất nhanh chìm ngập bên trong đó. Bỏ qua trận pháp trên cùng, hắn đã ngay lập tức tìm ra khẩu quyết của Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp. Công pháp này cũng không biết là do vị tu sĩ ma đạo thời thượng cổ nào sáng tạo nhưng mà vô cùng huyền ảo, câu văn ẩn chứa nhiều bí mật. Hàn Lập gần như một chữ cũng không thể ngộ nổi, quá trình vô cùng chậm chạp. Ước chừng thời gian hơn nửa năm, Hàn Lập mới có thể hiểu hơn phân nửa công pháp này. Nhưng điều đó lại khiến cho Hàn Lập trong lòng hoảng sợ càng vô cùng bội phục vị cổ tu đã tạo ra nó. Không sai, công pháp này lúc thi triển có chút giống như là bí thuật đạo môn nhất khí hoa tam thanh, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu sự khác biệt, Hàn Lập là kẻ chưa từng tiếp xúc đạo môn tất nhiên là không biết. Nhưng mà công pháp này cùng bí thuật ma đạo bình thường thân ngoại hóa thân hoàn toàn bất rồng, tuyệt đối là thần thông nghịch thiên sáng tạo ra hóa thân thứ hai. Nếu thành công có thể tạo ra hai nguyên anh độc lập, mặc dù có phân chia chính phụ nhưng dù một nguyên anh bị tiêu tan thì cái còn lại cũng vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, nhưng nếu gặp chuyện không may là chủ anh thì sẽ phải tốn rất nhiều nguyên khí mới có thể chuyển hóa nguyên anh thứ hai làm chủ anh nhưng nếu nguyên anh thứ hai bị hao tổn thì ảnh hưởng tới chủ anh là không đáng nói đến càng khiến cho hàn lập động tâm chính là một khi nguyên anh thứ hai hoàn thành thì có thể lựa chọn một tu sĩ có thân thể tốt nhất để dung hợp tạo thành hóa thân một khi hóa thân hình thành thành có thể tạo thành một chủ thể thứ hai tồn tại bên ngoài cho dù chủ thể có tan thành mây khói mà hóa thân còn tồn tại thì hàn lập vẫn sống dù sao thì trí nhớ tình cảm của hai người giống nhau như đúc, chỉ có điều là hai loại nguyên anh khác nhau. Cái đó và phân thân tu luyện lúc đầu của Hàn Lập là khúc hồn đúng là hơn kém nhau một trời một vực. Lúc ấy Hàn Lập tu luyện sát đan phân thân, khống chế hành động chính là từ nguyên thần của Hàn Lập đi ra nên cũng không hề có bất cứ tia thần niệm, trí nhớ, tình cảm nào cũng không có khả năng tự chủ, chỉ là một con rối mà thôi. Không chỉ vậy, con rối khúc hồn này lại không thể nào rời khỏi Hàn Lập quá xa nếu không thì thần thức không cách nào cảm ứng được sẽ mất đi năng lực hành động mà hóa thân do huyền mẫu hóa anh đại pháp tạo thành lại vô cùng khác không những có thể cách xa người tu luyện ngàn dặm hơn nữa không cần phải ra lệnh mà lại có năng lực tự chủ hoàn toàn không hề khác biệt gì so tu sĩ bình thường biết điều này khiến cho hàn lập hít sâu một hơi thật sâu nhưng mà sau khi nhìn xuống phía dưới để tìm hiểu ngọc giản cuối cùng cũng nhắc đến hạn chế và khuyết điểm của công pháp tu luyện này hàn lập biết được như bị dội một thùng nước lạnh hưng phấn vừa dâng lên chợt rơi xuống đáy vực. Khó khăn trong đó khiến cho Hàn Lập chọn mắt cứng lưỡi hồi lâu không nói được gì. Cái khác không nói chỉ cần nói đến việc luyện nguyên anh thứ hai. Tu sĩ bình thường chỉ cần ngưng kết chủ anh đều phải hao tổn vô số năm tháng mới may mắn vỡ đan thành công. Tái ngưng kết nguyên anh thứ hai tất nhiên tất nhiên sẽ không có kim đan mà vỡ nên cũng không hao phí nhiều thời gian như vậy. Phương pháp duy nhất chỉ có xâm chiếm nguyên anh của tu sĩ khác, xóa đi thần thức nguyên anh đó đi, Dùng thần thức bản thân đồng hóa mới có thể có nguyên anh thứ hai. Ngọc Giản dù cung cấp phương pháp dùng thủ đoạn xóa đi nguyên anh nhưng mà nguy hiểm vô cùng lớn, xác suất thành công lại thấp, tất nhiên sẽ không giải thích nhiều. Nếu là có thần may mắn phù hộ xâm chiếm nguyên anh của người khác thành công thì quá trình đồng hóa phía dưới lại càng nguy hiểm bội phần. Dù sao mạnh mẽ đoạt lấy nguyên anh, cho dù tạm thời xâm chiếm thành công nhưng muốn đồng hóa thành chính mình sẽ có thể bị nguyên anh cắn trả. Nếu thành công đồng thời có được hai nguyên anh thì chỗ tốt không cần phải nói nếu muốn tiến thêm một bước tu thành hóa thân nguyên anh thứ hai phải tìm một cơ thể thích hợp tiến hành đoạt xã. Đương nhiên tu vi càng cao càng tốt, tốt nhất là thân thể của tu sĩ nguyên anh, có như vậy mới khiến cho hóa thân thứ hai phát huy công dụng cao nhất. Nhưng mà chưa nói tới việc phải bắt sống một tu sĩ nguyên anh kỳ, muốn giết cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Người khác không biết nhưng mà Hàn Lập tự biết chính mình không có khả năng. Cho dù huyền mẫu hóa anh đại pháp đại thành cũng không thể nói từ nay về sau không cần phải lo lắng, mà lúc nào cũng phải cẩn thận việc bị hóa thân cắn trả. Hóa thân thứ hai này giống như là tạo một bản thân khác, thời gian trôi đi hai người sẽ dần khác biệt về trí nhớ, tình cảm dễ dẫn tới việc hóa ma. Hóa thân sẽ dần muốn thoát khỏi chủ thể khống chế, thậm chí còn có thể dùng quan hệ đặc thù của hai người khống chế lại chủ thể. Hình thành thế chủ phụ điên đảo, phản khách vi chủ. Do vậy dù là hóa thân nhưng ngàn vạn lần khi chấp hành mệnh lệnh của chủ thể tốt nhất là không nên rời đi quá lâu cách một đoạn thời gian sẽ dùng bí thuật quy nhất quyết trong huyền mẫu hóa anh đại pháp đánh tan tâm ma đồng hóa hai nguyên thần lần nữa tăng mạnh khống chế về chủ thể đương nhiên ngoại trừ phòng ngừa hóa thân cắn trả loại hóa thân này còn có chút khuyết điểm tồn tại nhưng so sánh với việc cắn trả đáng sợ thì không quá quan trọng kỳ thật khi có nguyên anh thứ hai này huyền mẫu hóa anh đại pháp mới thành lập không cần phải tu luyện hóa thân thứ hai khi cùng người khác tranh đấu chiếm không ít tiện nghi có thể dùng nhiều loại thần thông không nhỏ cơ hội bảo vệ tính mạng cũng lớn hơn tu sĩ bình thường chỉ có một nguyên anh nhưng lại không cần lo lắng hóa thân cắn trả hàn lập sắc mặt vô cùng khó coi cẩn thận đánh giá lợi hại của phương pháp này dù tu luyện bí thuật vô cùng gian nan nhưng đúng là một loại thần thông hàng thật giá thật hắn cũng không dễ dàng từ bỏ chỉ cần tu thành tương đương có một cái phao cứu hộ trong tương lai thật sự là vô cùng mê người về phần tìm được tu sĩ nguyên anh khác như thế nào hàn lập cúi đầu trầm tư một lúc lấy từ bên trong túi chữ vật ra một hộp ngọc dán đầy cấm chế phù. Bên trong chính là một linh anh bị hắn giam cầm, hắn cao mày khẽ vuốt ve hộp ngọc hồi lâu cũng không nói một lời. Sau khi nghe qua Liễu Nghi nói về lai lịch của mộc linh anh, Hàn Lập tất nhiên là biết nguyên anh này không giống với những nguyên anh khác. Nhưng không thể phủ nhận nếu mà ngự linh tông có thể thi triển ngũ hành linh anh bí thuật cho linh anh cùng tu sĩ kết đan kỳ hợp thể, có thể nói linh anh này phần lớn là giống nguyên anh. Đem nó tạo thành nguyên anh thứ 289 phần là không có vấn đề. Hơn nữa, hắn lấy một linh anh này chẳng để làm gì, thử một lần cũng không có sao hết. Về phần hung hiểm xâm chiếm cùng xóa bỏ thần thức nguyên anh, Hàn Lập có bảo vật bảo vệ không cần quá lo lắng. Điều duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề đồng hóa nguyên anh. Muốn thực hiện việc này hắn phải chia thần niệm ra thành những phần nhỏ tốn rất nhiều thần thức, còn có di chứng sau này ảnh hưởng đến thần trí hay không, rất khó nói. Nghĩ tới đây vẻ mặt Hàn Lập vô cùng trần trừ. Chương 670, giao dịch hội nhìn vào hộp ngọc cả nửa ngày hàn lập mới thở dài một hơi chậm rãi mang nó cất vào túi chữ vật sau đó thanh quang lại chợt lóe lên khối ngọc giản màu xanh lại hiện ra trên tay hắn có nên mạo hiểm tu luyện nguyên anh thứ hai hay không hay là chờ đến khi hoàn toàn hiểu thấu khẩu quyết của huyễn mẫu hóa anh đại pháp mới quyết định dù sao trong việc này nguy hiểm khó khăn đều không ít hắn cẩn thận suy xét cũng là điều đúng đắn sau một hồi đắn đo rồi quyết định hàn lập ngay lập tức chìm trong pháp quyết tiến vào cảnh giới vong ngã. Cửa động hắn bế quan hoàn toàn đóng chặt, mà Ngân Nguyệt cũng đang tiềm tu ở một gian thạch thất khác cách đó không xa. Tất cả mọi công việc tạp vụ trong động đều do vài con khôi lỗi xử lý. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đông qua xuân đến. Đã tròn một năm rồi, một ngày nọ, vùng phụ cận động phủ của Hàn Lập đột nhiên tỏa ra hai đạo ánh sáng trắng hồng. Sau khi ánh sáng tan đi, giữa sương mù hiện ra hai bóng người, chính là hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tông, lão già tóc bạc và một thanh niên có khuôn mặt hung dữ. Hai người nhìn thấy cấm chế xung quanh, nhìn nhau khẽ cười. Từ trong bàn tay người trung niên họ lữ bắn ra một đạo ánh sáng, truyền tín phù hóa thành một ngọn lửa xuyên qua cấm chế rồi biến mất tung tích. Hắn quay sang nói cười với lão già, xem ra từ lần trước hàn sư đệ trở về, hắn vẫn chưa xuất động, đúng là một lòng khổ tu. Đây là chuyện rất bình thường, nếu không hàn sư đệ đã không có khả năng mới 200 tuổi đã ngưng kết nguyên anh. Đáng tiếc với tuổi thọ của ta, khó lòng tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Phỏng chừng chẳng có mấy cơ hội khuôn mặt trình trưởng lão hiện lên vẻ khác thường. Sư huynh nói đùa sao, với tuổi của sư huynh thì qua một hai trăm năm nữa tuyệt không phải là chuyện gì khó khăn, người trung niên nghe thấy lời này liền lên tiếng an ủi. Hắc hắc, lữ sư đệ, tình huống của mình chẳng lẽ ta không biết sao? Có lẽ nếu lần trước mà không bị thương, ta cố sống thêm một hai trăm năm cũng không sao. Nhưng hôm nay dù thương thế đã khỏi bảy tám phần, nguyên khí ta lại hao tổn không thể bù đắp đâu phải chỉ ngồi xuống đả tọa là xong lão già tóc bạc bình tĩnh lắc đầu sư huynh trung niên họ lưỡng nghe vậy biến sắc định tiếp lời nhưng lão già đã khoát tay ngăn lại tiếp tục nói cho dù từ nay về sau ta không cùng người ta đả đấu thì nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được sáu bảy chục năm không cần an ủi ta nếu không ta cần gì phải nóng lòng mượn sức hàn lập sư đệ vào lạc vân tông lại còn tận lực giao hảo phải biết trong tình huống mời đối phương nhập môn không muốn cũng phải cẩn thận tra xét lai lịch đối phương. Có điều giờ đã chứng thực suy đoán của ta, người này có chút bí ẩn, tuy nhiên hắn cũng không có mục đích gì khác với Lạc Vân tông ta lão già chậm rãi nói. Sư huynh, lần trước huynh phái xuất đệ tử đi tra lai lịch của Hàn sư đệ thật sao? Trung niên họ Lữ nghe vậy không khỏi ngẩn người ra. Không sai, mặc dù Hàn sư đệ kể về lai lịch của mình cực kỳ mơ hồ, nhưng dựa vào tên tuổi, tướng mạo cũng như xuất thân Việt quốc của hắn, ta phái vài đệ tử vào bên trong Việt Quốc len lén hỏi thăm, rốt cuộc cũng tra ra đại khái lý lịch của hắn. Hàn sư đệ đích thực hơn 100 năm trước là tu sĩ trúc cơ kỳ của Hoàng Phong Cốc Việt Quốc. Hơn nữa năm đó khi hắn cùng những đệ tử khác tiến hành chiến tranh cùng ma đạo, trong lúc giao chiến đã giết không ít tu sĩ cùng dai. Nhưng sau khi Hoàng Phong Cốc thất bại thì tên lệnh hồ lão quái kia không biết vì sao lại nhìn Hàn sư đệ không vừa mắt, đem hắn làm vật hy sinh. Sau đó thì tung tích Hàn sư đệ biệt tâm. Không rõ hắn mai danh ẩn tích nơi nào mà đột nhiên gần đây trở thành tu sĩ kết đan học kỳ, sau đó ở Lạc Vân Tông chúng ta trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Xem ra trong khoảng thời gian này đã gặp không ít cơ duyên lão già bình tĩnh nói. Trở thành vật hy sinh, thật là buồn cười, ném ra một đệ tử có tư chất tốt như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện từ trúc cơ kỳ thành nguyên anh kỳ, nếu mà lệnh hồ lão quái biết chuyện này, không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Dù sao địa vị của Hoàng Phong quốc tại Cửu Quốc Minh cũng không tốt lắm lão quỷ đó ngang ngạnh chống đỡ một mình rất là miễn cưỡng. Mà ta nhớ không lầm, hắn là tu sĩ cùng thời kỳ với sư huynh, tuổi thọ cũng không còn nhiều lắm. Miệng của trung niên họ lữ nhếch lên cười, châm chọc nói. Không sai, lệnh hồ lão quỷ so với ta tuổi còn lớn hơn nhiều, nhưng là lão quỷ này tinh thông thuật dưỡng sinh nên thọ nguyên cũng tương đối dài hơi hơn chút đỉnh. Và lại dựa vào vị thế tu sĩ nguyên anh kỳ, ít nhất hoàng phong cốc cũng không gặp phải vấn đề gì lớn. Ta chỉ sợ rằng, không có ta, không hiểu sư đệ ngươi một mình cai quản Lạc Vân Tông thế nào được. Nếu chúng ta không chiếm cứ Thánh mạch Linh Sơn Vân Mộng Sơn, chỉ dựa vào một mình sư đệ, kỳ thật cũng đủ bảo trì cho Lạc Vân Tông. Nhưng giờ tình huống đã phức tạp dị thường, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thật khó biết. Ý ta định chờ sau khi ta ra đi thì sư đệ ngươi chủ động đưa mọi người rời khỏi Vân Mộng Sơn, tránh cho bổn tông gặp đại kiếp. Bất quá bây giờ đã có Hàn sư đệ, mọi chuyện tự nhiên khác rồi. Vị hàn sư đệ này thoạt nhìn có vẻ như chuyên tâm theo tu đạo, không cần biết hoàn cảnh môn phái. Nhưng như thế ta lại càng yên tâm, chỉ cần lung lạc được hắn, nên sẽ không gặp phải đại kiếp vạn năm không gặp. Lạc vân tông ta không cần phải lo lắng lão già tóc bạc vuốt tròm dâu dài, điệu bộ như là đã tính trước mọi chuyện. Có điều hàn sư đệ này dù là tu luyện kỳ tài, nhưng tuổi còn quá trẻ, chỉ vừa ngưng kết nguyên anh, không biết tu vi thế nào trung niên có chút do dự, hơi lo lắng liền nói. Ừm, Ta cũng có chút lo lắng về chuyện này, dù sao thì tu sĩ khổ tu cũng thường không quan tâm nhiều đến tu luyện bí pháp thần thông gì, hầu như chỉ muốn mau chóng nâng cao cảnh giới. Loại tu sĩ này mặc dù tu vi thâm sâu nhưng kỹ năng chiến đấu còn thua cả tu sĩ dưới mình một hai cấp bậc. Tuy nhiên xem ra hàn sư đệ cũng không giống loại khổ tu sĩ này. Nên lần này đến giao dịch hội, ta quyết lựa chọn một vài cao thủ môn nội để bồi dưỡng cho hàn sư đệ một chuyến lão giả thần thần bí bí nói. Ý sư huynh chẳng lẽ... Trung niên nghe vậy giật mình nói. Lão già thản nhiên cười, đang định muốn nói gì thì đột nhiên sương mù trước mặt quay cuồng, lão thấy thể liền im lặng. Trung niên cũng ngậm chặt miệng không nói lời nào. Mây mù tách ra hai bên, hiện ra một cái thông đạo. Hai người không trần chờ, sóng vai đi vào. Thân ảnh chìm dần vào bên trong sương mù, cuối cùng biến mất không tung tích. Lúc này giao dịch hội cũng sắp mở tại phía Bắc Thiên Nam Đế Quốc. Tại đây là một tòa thâm sơn do thiên nhiên tạo thành, là tổng đàn của Liên minh chín nước, cũng là tòa thành tu sĩ duy nhất tại thiên nam. Trong thành bất luận nam nữ lão ấu đều có linh căn tu sĩ. Nguyên Anh Trung Kỳ ngoài cửu quốc minh lão quái còn có thêm 6-7 người khác, đủ để tiêu diệt những tu sĩ quá khích. Cho nên bất luận chính tà hai phái, thiên đạo minh hay tán tu nào khác, dù kiêu ngạo đến đâu cũng không dám làm cản gây chuyện ở nơi này. Mà một hai tháng trước khi khai đàn thiên nam giao dịch hội, liên minh chín nước đã mở ra một địa trận, là thượng nguyên diệt quang trận, đại bộ phận cấm chế đã triệu hồi lúc này cũng đã có một vài tu sĩ si vào thành thậm chí một số người sớm đã ở trong thị nội cũng có người tiến lên hỏi giá cả giao dịch dù sao cách ngày giao dịch hội chính thức mở còn đến mấy ngày đương nhiên là bảo vật đông đảo tài liệu chân quý tầng tầng lớp lớp được trưng bày có điều không phải tu sĩ bình thường đều có khả năng mua được muốn mua tài liệu quý hiếm một chút thì phải tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ cả thành chìm ngập trong không khí náo nức vô cùng nhộn nhịp tựa như đây hoàn toàn giống như thành thị của người bình thường vậy chỉ có điều hai bên ngã tư đường đều là tu sĩ có tu vi không thấp mà thôi. Mà loại tiền tệ được dùng để trao đổi mua bán lại chỉ có linh thạch. Bên trong thành duy nhất một phòng đấu giá, do cửu quốc minh khai làm nhà cái đã bắt đầu tiếp nhận các tài liệu chân quý để định giá. Cả thành dần dần trở nên náo nhiệt, khi giao dịch hội chỉ còn hơn nửa tuần trăng, từ xa ngàn dặm ngoài thành có ba đạo quang không nhanh không chậm phi độn đến nơi này. Chờ độn quang lại gần mới có thể thấy rõ ràng, trong ba tu sĩ có hai nam một nữ, trong đó người tu sĩ nữ bộ dáng diễm lệ lạnh lùng, đang thân thiết với thanh niên khuôn mặt hết sức bình thường. Mà người còn lại là một trung niên, áo xanh lam tung bay phấp phới, khí thế vô cùng bất phàm. chương 671, Nam Lũng Hầu, đương nhiên là bọn họ vượt đường dài từ khê quốc đến, chính là Hàn Lập cùng Lữ Trưởng Lão, người còn lại tất nhiên là thị thiếp của Hàn Lập, Mộ Phái Linh. Vị trình trưởng lão tóc bạc kia vì muốn ở lại tỏa trấn Lạc Vân Tông, đề phòng có người quấy rối nên không theo cùng theo lời lão thì lão tham dự loại thịnh hội này không bảy thì cũng đã tám lần nên chẳng còn gì trao đổi gì nữa tất nhiên muốn đem cơ hội này cho hai vi sư đệ trẻ tuổi vì thế hàn lập và lữ trưởng lão mới xuất hiện ở đây mộ phái linh tu luyện đến bình cảnh nên xuất quan nghe hàn lập nói sự kiện thiên nam đệ nhất giao dịch hội này sắp triển khai nên cũng động tâm muốn đi theo để mở rộng tầm mắt dù sao đã không kết đan được thịnh hội lần này biết đâu lại gặp kỳ mộ nào đó Hàn Lập cũng không phải là người khác bạc, không biết lần này lại có nguy hiểm gì hay không, nên cũng gật đầu đáp ứng. Dù sao đường đi cũng không gần, có mỹ nữ bồi tiếp, cũng là chuyện tốt. Đương nhiên lần này đến giao dịch hội, ba phái Vân Mộng Sơn cũng có tu sĩ kết bạn đồng hành, hoặc là một mình lên đường. Đám người Hàn Lập tự nhiên không muốn đi cùng tiểu bối nên cũng sớm rời đi, hướng về ngu quốc. Chọn lựa lộ trình tận lực tránh các nước chính tà, vô sự tiến vào bên trong cửa quốc minh, cuối cùng cũng đã đến phụ cận thiên thành hiện tại hàn lập đang đánh giá cảnh sắc nơi này xa xa ngẫu nhiên có một vài tu sĩ dùng thần thức đảo qua trung niên họ lữ cùng hàn lập nhất thời cả đám sắc mặt đại biến không dám nhiều lời lập tức bỏ đi như sợ chọc đến cái gì hàn lập và trung niên họ lữ cố ý không che giấu tu vi của mình tu sĩ bình thường phát hiện hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ đi chung ai cũng vô cùng kinh ngạc lập tức bỏ chạy lúc đầu mộ phái linh cũng không tự nhiên lắm nhưng sau khi thấy việc này diễn ra quá nhiều liền trở nên quen thuộc vị trưởng lão kia cùng Hàn Lập vẻ mặt ôn hòa đang nói chuyện gì đó. Giao dịch hội cử hành tại thiên thành này là chuyện từ trăm năm trước. Trước kia là do chính tả hai đạo lần lượt tiến hành tại thiên la đế quốc và phong đô đế quốc. Lúc đó thiên đạo minh còn chưa thành lập, cử quốc minh lại bị mạc lan đạo sĩ đè không thở nổi. Hội này đem lại lợi ích kinh người, cũng chỉ có thể do hai bên thế lực lớn nắm giữ. Nhưng từ khi chính tả hai phái khuếch trương thế lực, tu sĩ không còn yên tâm để họ nắm quyền nữa. Nên có lần, quyền này thuộc về cửu quốc minh, hai phái chính tả cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Theo lời Lữ Sư Huynh vừa nói thì cũng tiện nghi cho cửu quốc minh quá, nhưng mà ta nghe đồn thiên thành cũng có điểm gây hứng thú. Cả thiên nam lại chỉ có một tòa thành này, nghe đâu năm đó, liên minh quân tu sĩ từng một lần đánh vào ngu quốc. Lúc đó thiên quốc thành vừa mới kết minh xong, lợi dụng thượng nguyên diệt quang trận tiêu diệt toàn bộ liên quân. Trận chiến đó có mấy vị tu sĩ nguyên anh kỳ bỏ mạng, đúng là vô cùng bi thảm hàn lập nói với vẻ vô cùng hứng thú. Ha ha, Hàn Sư đệ yên tâm, đại hội thiên thành lần này tuyệt đối không làm đệ thất vọng. Nhưng ta cũng cảm giác được, Sư đệ bế quan lần này xong có chút khác trước. Có lẽ là bí công đại thành, nếu không cũng không làm ta thấy quái dị đến vậy trung niên họ lữ cười hiền hậu, đột nhiên chuyển đề tài, có chút dò xét. Đúng là ta vừa tu luyện một bộ công pháp, nhưng mà nói đến đại thành thì còn rất xa. Ta từng nghe đệ tử nói qua, sư huynh có ngân lăng quyết nổi danh vô cùng, Tiểu đệ vẫn muốn thấy một lần để mở rộng tầm mắt Hàn Lập mỉm cười, dễ dàng dùng mấy lời nói chuyển khúc xương lại về đối phương. "Sư đệ không nên nghe mọi người nói bậy, ngân lăng quyết này chỉ là công pháp hệ thủy bình thường mà thôi." Mặc dù đối phó dễ dàng với tu sĩ kết đan kỳ, nhưng chống lại tu sĩ cùng cấp thì lại bại nhiều hơn thắng. May là công pháp này có hai loại bảo hộ tính mạng, nếu không huynh cũng đã vứt bỏ cái mạng nhỏ này vài lần rồi, Lữ trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Nghe hắn nói vậy, Hàn Lập cũng tin tưởng một ít nhớ lại lần trước khi hắn và vị trưởng lão tóc bạc kia bị chính tà liên thủ vây khốn kết quả hắn không chút tổn hại mà chạy về vân mộng sơn còn vị trưởng lão tu vi cao thâm hơn kia lại trọng thương mới có thể thoát khỏi có thể thấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng của đối phương đúng là không bình thường hàn lập trong lòng vừa động đang định nói gì đó đột nhiên sắc mặt ngẩn ra hơi quay đầu nhìn lại công tử xảy ra chuyện gì mộ phái linh bên cạnh hàn lập tò mò hỏi giờ nàng là thiếp của hàn lập tất nhiên dáng vẻ không còn lạnh lùng như trước khuôn mặt yêu kiều, sóng mắt lưu động mê người. Có một đội tu sĩ đang hướng chúng ta bay tới, trong đó có một gã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hình như là đã phát hiện ra chúng ta hàn lập nhướng mày, sau đó thông thả trả lời. Ô, thật vậy sao? Không ngờ thần thức sư đệ lại cường đại như vậy, so với huynh còn cảm ứng được sớm hơn. Nhưng mà sư đệ cũng cẩn thận quá rồi, ở phủ cận thiên thành cũng đem thần thức truy xét, không lơi lỏng chút nào trung niên họ lữ liếc mắt về phía hàn lập nhìn một cái, khuôn mặt hơi kinh ngạc. Hàn Lập nghe vậy cười cười không nói gì. Thật ra với thần thức của hắn, dù không cố ý buông ra cũng đã tự động cảm ứng được. Vậy mà tên Nguyên Anh kỳ kia lại có thể cảm nhận ở khoảng cách xa như thế, thần thức cũng không kém hơn. Hàn Lập và Trung Niên họ lữ cùng tò mò về lai lịch đối phương, ba người độn quang dần chậm lại. Một lát sau, một tiếng xé gió nhẹ nhàng từ phía xa truyền lại. Xa xa nơi chân trời có ánh sáng chấp động một đội mặc kim giáp giống như là thiên binh thiên tướng đang vây quanh một chiếc xe đang bay chậm rãi về nơi này hình như phía trước có bạch hạc đang bay múa phía sau lại có cung nữ điệu dáng giống như là vương giả mộ phái linh thấy vậy thì trợn mắt há mồm kinh ngạc hàn lập trong lòng cũng ngạc nhiên nhưng ra điệu bộ trấn tĩnh như thường hắn tự biết giới tu tiên có vô số kẻ kỳ quái đặc biệt là đến nguyên anh kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của công pháp hoặc là nguyên nhân khác mà tính tình trở nên quái dị đây đều là chuyện thường thấy, cho nên sau khi kinh ngạc cũng lơ đáng dần. Nhưng mà trung niên họ lữ thấy cảnh này lại hít sâu một hơi, lập tức hạ giọng kinh hô. Sao lão quái vật nam lũng hầu lại đến đây? Hàn sư đệ, ngàn vạn lần không được nói lung tung. Người này vô cùng cao thâm, tính tình lại quái dị, năm đó ta cùng hắn gặp mặt một lần, mọi chuyện cứ để ta xử lý. Trung niên họ lữ vội vàng lên tiếng dặn dò vài câu, nói hai người hàn lập rừng độn quang, vẻ mặt trịnh trọng đứng im tại chỗ đợi đội tu sĩ lại gần. Thấy bộ dạng khẩn trương như vậy của trung niên họ lữ, Hàn Lập cũng có chút động dung, nhưng không hỏi nhiều, nhất nhất làm theo. Mộ phái linh thấy cảnh này lại càng im lặng không nói. Một lát sau, đội võ sĩ si kim giáp cũng đã tới gần. Sau khi thấy rõ tình hình đối phương, Hàn Lập cũng phải dùng mình. Những binh lính kia nhìn qua thì chỉ như binh lính bình thường mà thôi, mặc dù to cao uy vũ, nhưng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Điều khiến Hàn Lập chú ý là hai con thú kéo xe. Một con là thanh lân phi giáp, đầu một sừng không khác gì kỳ lân tiên thú. Con kia thì hỏa vũ tung bay, lông có ánh vàng, là một con phượng hoàng to lớn. Hàn Lập đang kinh ngạc thầm nhủ hai con thú, tướng mạo như vậy mà lại đi kéo xe thì cả thú và xe đều đã tới trước mặt hắn. Trung niên họ lữ không chờ xe đến gần đã ôm quyền cao giọng nói. Bên trong phải chăng là Nam Lũng Hầu, tại Hạ Lạc Vân Tông Lữ Lạc, xin ra mắt đạo hiếu. Đã 300 năm trôi qua từ lần gặp trước đây, khi theo gia sư Mộc Ly Thượng Nhân, hôm nay gặp lại đúng là may mắn của Lữ Mỗ. Lời nói của trung niên họ Lữ không kiêu không nịnh, nhưng Hàn Lập lại nhận ra bên trong có chút sợ hãi với vị nam lũng hầu này, ý đem mình trở thành tiểu bối. Mà cả thú và xe đều bị một quầng ánh sáng bao lại không thấy rõ bên trong, nhưng vẫn chuyển ra tiếng nhạc. Sau khi Lữ Lạc Ân cần hỏi thảm thì âm thanh lập tức biến mất. Đội ngũ kia cách ba người Hàn Lập khoảng hơn 10 trượng cũng không hề có dấu hiệu đứng lại. Không khí đột nhiên lạnh ngắt, không chút tiếng động, Hàn Lập thấy tình hình này, hai mắt hơi co lại, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường. Thì ra ngươi là đồ đệ của Mộc Ly ngày đó, năm xưa còn là tu sĩ kết đan kỳ, không ngờ sau 300 năm đã nguyên anh thành công. Nghe nói lệnh sư 300 năm trước sau khi từ biệt đã qua đời. Thật là đáng tiếc, nhưng mà đạo hữu bên cạnh là ai, nhìn thấy lạ lẫm bên trong kim quang truyền ra âm thanh lười biếng, cuối cùng nhắc đến Hàn Lập. Chương 672, cường hành giao dịch. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt chỉ mỉm cười mà không nói thêm điều gì. Hắn biết Lữ Sư Huynh bên cạnh nhất định sẽ thay mình lên tiếng. Quả nhiên trung niên họ Lữ không chờ Nam Lũng Hầu nói thêm, dành lời giới thiệu về Hàn Lập. Quân Hầu, vị này mới gia nhập Lạc Vân Tông, là Hàn Sư Đệ, bên cạnh là mộ cô nương, thị thiếp của hắn. Hàn Sư Đệ cùng Vi Sư khi xưa là bạn cũ, hai người cũng nên làm quen một chút đi. Vãn bối Hàn Lập ra mắt Nam Lũng Hầu, Hàn Lập quần áo tung bay, hai tay bình tĩnh ôm quyền, Hàn Lập, cái tên này nghe thật lạ, xem ra đạo hiếu cũng mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ, không biết thần thông như thế nào, có thể cho bổn hầu xem qua được không? Nam lũng hầu bên trong xe lên tiếng, Hàn Sư đệ mới ngưng kết Nguyên Anh có mấy năm, sao có thể là đối thủ của Nam lũng hầu cơ chứ? Đạo hiếu đã là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ rồi lữ lạc khuôn mặt chợt khẽ biến liền mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Lão quái vật này dù tính tính cổ quái, nhưng sao lại muốn xem thần thông của Hàn Sư Đệ, kiểu cách này chưa từng thấy qua yên tâm, bổn hầu không có ý lớn hiếp nhỏ, chỉ là dùng thần thức so đấu một lúc mà thôi. Vừa rồi, thần thức hàn đạo hữu không kém, không giống như một gã tu sĩ mới kết anh chút nào, làm ta vô cùng kinh ngạc mà thôi. Theo lời nam lũng hầu, trên xe kim quang chợt lóe lên, sau đó lại trở nên ảm đạm. Trong thùng xe hiện ra bóng ba người đang ngồi cùng một chỗ. Một nam hai nữ, nam mặc cẩm bào, đầu đội cao quan bằng bích ngọc, trông rất huy vũ. Bên cạnh là hai người con gái, da trắng như tuyết, xinh đẹp như hoa, nửa thân chìm trong áo của nam nhân. Nam nhân kia tất nhiên là nam lũng hầu, ngoài hai cô gái bên cạnh còn có hơn 10 thị thiếp. Dù tu vi chỉ là chút cơ kỳ, nhưng cũng thức tha vô cùng, phong tình vạn chúng. Quân hầu chê cười rồi, hàn sư đệ tùy thần thức có mạnh mẽ một chút, nhưng tỉ thí vốn nguy hiểm dị thường, sao có thể dễ dàng tỉ thí lữ là có chút gấp gáp, bất chấp kiêng kỵ trong lòng, trực tiếp mở miệng, tuyệt đối từ chối đề nghị của đối phương. Hắc hắc, lữ đạo hiếu, người gấp làm gì, nói không chừng hàn đạo hữu lại nguyện ý thử thì sao? Nam lũng hầu cười lạnh một tiếng, khẽ khàng nói, đôi mắt nhìn hàn lập lấp lánh hàn quang. Huống chi, nếu hàn đạo hữu cự tuyệt ý tốt của tại hạ, theo ta nhớ không lầm thì nơi này còn cách thiên thành ngàn dặm. Hình như có thể áp dụng quy tắc cường hành giao dịch. Cường hành giao dịch, quân hầu nói vậy là ý gì? Lữ lạc khuôn mặt khẽ biến động, trong lòng cảm giác nguy hiểm. Không có gì, ta thấy vị mộ cô nương này cùng hàn đạo hữu thân thiết như vậy xem ra hàn đạo hữu vô cùng yêu mến ta cũng đang có hai vị ái thiếp nhưng mà không còn quá yêu thích hai nàng hay là dùng các nàng đổi lấy thiếp của hàn đạo hữu ta thấy luận về nhan sắc tu vi hai ái thiếp của ta đều không dưới mộ cô nương nếu mà hàn đạo hữu không muốn giao dịch như vậy mà muốn dùng sức mạnh giao dịch thì cùng ta so đấu thần thức xem ai to ai nhỏ nếu thắng ta chẳng những có thể giữ lại thị thiếp của mình thậm chí cả ái thiếp của ta đều thuộc về ngươi nam lũng hầu ánh mắt lạnh lùng đảo qua mộ phái linh không chút biểu tình nói hai thị thiếp nấp trong áo sắc mặt khẽ biến nhưng sau đó lại lập tức khôi phục vẻ bình thường lữ lạc nghe vậy khuôn mặt vô cùng hoảng sợ nhất thời không biết nói gì mộ phái linh bên người hàn lập khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch không chút huyết sắc cường hành giao dịch lữ sư huynh có thể giải thích được không hàn lập nhíu mày thản nhiên nói đối với hắn mà nói vị nam lũng hầu này cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ mà thôi với tu vi hiện tại của hắn cũng không cần phải sợ hãi thật ra cũng chẳng có gì. Cường hành giao dịch chủ yếu nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đặt ra một cái quy định. Sư đệ, người hẳn là biết, hễ tu vi đã tới cảnh giới Nguyên Anh, thế lực nào cũng không thể đắc tội. Thế lực phụ trách chủ trì giao dịch hội cũng vậy, khẳng định sẽ có chút mâu thuẫn hoặc phát sinh trong cả đại hội. Nếu là tu sĩ giới Nguyên Anh Kỳ thì chủ nhà có thể mạnh mẽ chân áp, nhưng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong lúc phát sinh xung đột, chủ sự cũng không dễ dàng dính vào đó để chuốc phiền toái vì vậy mới đặt ra vài loại quy định đặc thù khiến cho tu sĩ tự giải quyết tranh chấp cường hành giao dịch là một trong những số đó cụ thể là trước hoặc sau kỳ giao dịch cách thành ngàn dặm tu sĩ nguyên anh kỳ lúc đó cùng đối phương giao dịch lấy đồ vật mà mình cần nếu đối phương cự tuyệt có thể dùng quy định này lấy tu vi giải quyết tranh chấp chẳng qua điều kiện áp dụng quy định này vô cùng ngặt nghèo bên đề nghị trong cường hành giao dịch nếu thắng cũng chỉ có thể lấy được đồ vật mà thôi không thể chiếm tiện nghi khác nhưng nếu thất bại thì mất đi đồ vật đó. Hơn nữa loại giao dịch này chỉ có thể khiến đối phương bị thương mà không được lấy tính mạng. Nếu không, chủ sự sẽ truy giết hung thủ. Bất quá khi tu sĩ Nguyên Anh kỳ một trọi một, giết đối phương là chuyện vô cùng khó. Trừ khi trong tay đối phương có vật mà mình thật sự cần, nếu không thì ai lại dùng biện pháp này, dễ khiến cho mình có thêm một kẻ thù. Đúng là chuyện ngu xuẩn lữ lạc giải thích qua cho Hàn Lập, nhưng thần sắc quả thật không được tốt lắm thị thiếp đối với tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói đúng là có thể giao dịch tại vài ma đạo phái thậm chí còn công khai tiến hành bởi vậy cho dù thế nào thì đối phương cũng đều đạt đủ điều kiện cho dù là chấp pháp cử quốc minh cũng không thể làm gì bất quá hàn lập không có lo sẽ mất mặt nhưng giao dịch hội còn chưa bắt đầu hắn đã trọng thương chuyên này thật sự bất đắc dĩ về phần mộ phái linh trong mắt hắn cũng không tính là gì cho dù đối phương đổi lại hàn lập nhận được hai mỹ nhân thiên kiều bá mỹ kia Hàn Lập cũng không hề thiệt thòi. Hàn Lập và mộ phái linh đều nghe rõ ràng lời Lữ Lạc nói. Khuôn mặt Hàn Lập không đổi, nhưng trong lòng mộ phái linh lại vô cùng hối hận. Nếu mà biết giao dịch hội có loại giao dịch này, nàng đã không nguyện ý cùng Hàn Lập đến đây. Dù nàng không hiểu tên nam lũng hầu này, nhưng thấy thái độ của đối phương với thị thiếp, nàng cũng hiểu nếu muốn giống như hoàn cảnh ở bên Hàn Lập, bảo trì tấm thân xử nữ, chuyện này là điều không có khả năng. Thậm chí có thể trở thành hàng hóa, tùy tiện bị trao đổi nghĩ đến sự tình này mộ phái linh cắn chặt hàm răng khuôn mặt tái nhợt có vài tia đỏ hồng đối với nàng hy vọng vị công tử này thắng được đối phương tuyệt không thể ôm ấp quá lớn thế nào hàn đạo hiếu đáp ứng giao dịch cùng ta hay tỉ thí rồi sau đó giao dịch nam lũng hầu ngồi trong xe từng bước ép tới trong chốc lát không khí lâm vào cảnh vô cùng yên tĩnh cả lữ lạc và mộ phái linh đều khẩn trương nhìn hàn lập hai vị thiếp thân bên người nam lũng hầu cũng tò mò nhìn hắn vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ tuổi. Hàn lập sờ sờ cầm rồi cười rộ lên, tỉ thí thần thức cũng không có gì, vãn bối mới ngưng kết Nguyên Anh không lâu, cũng muốn thử xem so với tu sĩ khác có khác biệt gì. Nhưng mà nếu tại hạ may mắn thắng được, ta cũng không muốn thiếp thần bên người lũng hầu. Chỉ muốn biết lý do chân chính của việc tỉ thí thần thức. Đạo hữu cũng đừng nói là nhìn ta vừa mắt hay nhìn chúng thiếp của tại hạ Hàn lập một chút lo lắng cũng không có, chấn định nói những lời này làm nam lũng hầu hiện lên trong mắt vẻ khó giải thích những người khác thì lại càng không hiểu ý nghĩa của hắn tốt bổn hầu đáp ứng sau khi lũng hầu trầm mặc trông chốc lát thì chậm rãi trả lời khuôn mặt uy nghiêm tràn ngập vẻ ngưng trọng công tử mộ phái linh thấy hàn lập đáp ứng thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp không có gì đâu chỉ là chút kỹ xảo thôi mà hàn lập khoát tay nói sư đệ người cẩn thận một chút nếu không ổn lập tức nhận thua ta sẽ ra tay ngăn lại lữ lạc thì thào dặn dò Hàn Lập gật đầu không nói gì. Lúc này, trong xe đối diện, Nam Lũng Hầu đẩy thị thiếp trong tay ra, khẽ vùng áo bảo rồi phù ra bên ngoài trời cao. Hàn Lập thanh quang trên người cũng chấp động, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Tuy nhiên, dựa theo quy định cường hành giao dịch thì tốt nhất là có chấp pháp tu sĩ của cửu quốc minh ở đây. Nhưng hiện tại cả hai bên đề không đề cập đến việc này, tự nhiên sẽ không tính. Dù ta không biết tại sao đạo hữu nhất định phải dò xét thần thức của ta, nhưng hiển nhiên dụng ý của quân hầu chắc cũng không nông cạn, Ta thực có chút tò mò đối với việc này, chờ hai người bay ngoài năm 60 trượt, Hàn Lập lơ lửng, đối diện với Nam Lũng Hầu, bình tĩnh nói. Hàn Đạo hữu thật thông minh, chẳng qua nếu người muốn biết nguyên nhân, trừ khi thần thức mạnh hơn ta hoặc không thua kém bao nhiêu mới được. Nếu không, mới vừa rồi thần thức đảo qua ta, làm ta thấy thần thức của người không kém, bổn hầu cũng không tự hạ thân phận mình mà tìm ngươi tỉ thí. Nhưng mà ta xem ra Hàn Đạo hữu hy vọng cũng không lớn, Nguyên Anh sơ kỳ so với Nguyên Anh trung kỳ đúng là vô cùng yếu kém, làm sao chỉ hơn thua chút ít được, Nam Lũng Hầu khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí nói. chương 673, thần thức biến hóa, đạo hữu nói không sai, nhưng hàn mỗ cũng muốn mang thị thiếp trao đổi, chỉ còn cách lãnh giáo một phen hàn lập thong rong nói, sau đó im lặng, phóng thần thức ra ngoài, một cỗ khí thế kinh người thoát ra, hướng về phía đối diện phóng nhanh đi. Đến hay lắm, Nam Lũng Hầu không hề e sợ, ngược lại còn hét lớn một tiếng, thần thức đồng thời phóng ra hai đạo ánh sáng mà mắt thường mơ hồ còn thấy được ngay điểm trung gian không một bóng người giữa hai người tại nơi va chạm hiện ra một đạo gió lốc tán về mọi hướng thấy cảnh này trong lòng nam lũng hầu vô cùng kinh ngạc thần thức phóng ra nháy mắt tăng lên vài lần tiếng xé gió bạo liệt nhất thời vang lên bên tai không ngừng nghỉ một trận gió trở thành một đạo khí lưu cuốn cả hai người vào bên trong thân hình mơ hồ hình thành hai bóng đen đứng yên thần thức hóa hình hàn sư đệ sao có thể có thần thức cường đại như vậy lữ lạc đang đứng giữa không trung phía dưới nhìn xem tình hình không khỏi thất thanh kêu lên vẻ mặt không thể tin nổi thần thức hóa hình công tử có thể không kém đối phương mộ phái linh nghe vậy không biết có ý tứ gì không nhịn được mà lên tiếng hỏi ta cũng không biết theo lý thuyết thì thần thức hóa hình là thần thông do tu sĩ nguyên anh trung kỳ bằng vào thần thức cường đại mới có thể nắm giữ hàn sư đệ bây giờ đã có thể thi triển chẳng lẽ công pháp chủ tu của hắn là theo hướng thần thức cũng chỉ có như vậy mới lý giải được mọi chuyện Lữ Lạc giải thích nghi vấn của mộ phái Linh nhưng sau đó lại tự thì thào. Nói như vậy công tử cũng có thực lực để liều mạng sao, mộ phái Linh không kiềm chế xưng hô với vị Lữ sư tổ này, trong lòng thầm hy vọng. Cái này cũng khó nói, phải biết là cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng cấp cũng có phân biệt mạnh yếu. Nam Lũng Hầu 300 năm trước đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Dù bây giờ còn dừng lại ở cảnh giới này, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong rồi cảnh giới hậu kỳ chỉ còn một bước mà thôi nếu sư đệ muốn thắng lão quái vật này quả thật rất khó khăn lữ lạc thần sắc bất định nói mộ phái linh vừa nghe lời này tâm lý vừa hy vọng một chút đã lạnh lẽo trở lại đúng lúc này bầu trời bạo liệt tiếng gió dày đặc bên dưới hình thành một trận gió xoáy thậm chí hình thành một phong giới màu trắng bao phủ hoàn toàn hai người vào bên trong điều này khiến lữ lạc vừa thả lỏng lại kêu lên một tiếng không thể tin được hàn sư đệ không hề rơi vào thế hạ phong khuôn mặt hắn vô cùng cổ quái mà lên tiếng, mộ phái linh vừa nghe vậy, mừng rỡ cặp môi vừa động muốn nói. Bầu trời lại trói lên một trận bạch quang, tiếng sét đánh vang lên rõ ràng trong không trung Lộ ra bên ngoài khí thức cuồng bạo, quét mạnh về bốn phương tám hướng. Xa hơn 10 trượng là đám người mộ phái linh, thấy cuồng phong màu trắng cuốn đến với khí thế hung hiểm, biểu tình trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Không ổn rồi, lữ lạc gầm nhẹ một tiếng, thân hình chợt lóe hiện ra trước mặt mộ phái linh, hai tay khẽ động vẽ ra một vòng bảo hộ màu lam trước người, đem hai người bao vào trong đó. Trong chốc lát thời gian, trận gió mạnh quét vào đến vòng bảo hộ. Kết quả tạo nên tiếng cọ sát không ngừng trước tấm chắn màu xanh lục. Tựa như là bị búa tạ nện vào, chỗ bị gió thổi qua hình thành một vết lõm hơn một thốn. Trên mặt lữ lạc hiện lên lam quang, triệt bỏ vòng bảo hộ. Cách đó không xa là đám hộ vệ của Nam Lũng Hầu, đối mặt trận gió, lưỡi mác được dơ cao lên, kim quang di động ngay trên đầu bọn họ. Một tấm chắn kim loại thật lớn đem toàn bộ thú xe bao vào trong không gian đó. Nhưng dù thế khi trận gió đi qua, kim quang lại bị vỡ ra. Một chút gió còn lại thổi vào khiến cho không ít thị nữ ôm đầu thống khổ kêu lên thảm thiết. Thất khiếu chảy máu vô cùng đáng sợ, chỉ có hai thiếp thân ngồi bên trong xe, có cấm chế bảo vệ họ nên mới bình yên vô sự. Nhưng khuôn mặt cả hai tái xanh tái xám, trông rất kinh hoàng. Chứng kiến màn này, Mộ Phái linh hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời lần nữa, thấy thân hình hàn lập, không khỏi kinh ngạc đến xuất thần. Giờ phút này, trong không trung truyền đến tiếng hử lạnh của nam lũng hầu. Một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, nửa đường vỡ ra tạo thành một màn kim quang bao hắn vào bên trong. Nơi mà vòng ánh sáng đi qua, tiếng thảm thiết biến mất, đám người một lần nữa ổn định thân mình. Mặc dù mỗi người còn sót vẻ mặt kinh hoàng nhưng cuối cùng vẫn không còn trở ngại. Nam lũng hầu ra tay chữa trị như thế, nhưng Hàn Lập ở đối diện hắn lại không có chút phản ứng gì. Điều đó làm hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ thần thức của đối phương lại tương xứng với mình. Phải biết rằng, mới vừa rồi hắn thả ra tất cả thần thức, nhưng chỉ với 7 thành công lực. Đối phương lại có vẻ dễ dàng tiếp được, tất nhiên là còn thừa lực. Thậm chí có khi thần thức lại cao hơn hắn cũng nên. Ngay lúc Nam lũng hầu kinh nghi như vậy thì Hàn Lập ở đối diện lại nhoẻn miệng cười. Tỷ thí dừng lại ở đây sao? nếu còn tiếp tục sợ là Hàn Mỗ không có khả năng đón nhận Hàn Lập hời hợt nói. Ha ha, Hàn Đại Hữu nói quá rồi, không kể công pháp, nhưng thần thức đạo hữu tuyệt không kém ta. Tỉ thí dừng ở đây cũng tốt, nếu không lại tổn thương hòa khí nam lũng hầu định giá một chút rồi mượn thang leo xuống, chậm chậm nói. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài, xem ra tại tu tiên giới, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải dùng thực lực để nói chuyện. Ít ra đối diện với nam lũng hầu, mặc dù không thể áp đảo, nhưng Hàn Lập tin tưởng có thể cùng hắn ngang tay. Nhưng trận đấu vừa rồi khiến Hàn Lập trong tâm có vài phần kiêng kỵ, không dám quá khinh thị hắn nữa. Huống hồ thần thức cường đại như vậy, hắn còn chưa vượt qua được. Nếu đạo hữu thần thức cũng đã không kém ta, ta sẽ nói cho Hàn đạo hữu nguyên do tỉ thí như ước hẹn. Y như đạo hữu đoán, nếu ổn hầu không có mục đích khác sẽ không lôi kéo đạo hữu tỉ thí thần thức. Có điều, sự tình trọng đại, nơi này lại không tiện nói rõ. Ngọc giản này có một bản đồ giao dịch hội bắt đầu vào thứ tư, đạo hữu theo bản đồ đó đến tụ hội. Bồn hầu sẽ giới thiệu một vài vị đạo hữu khác, còn chia sẻ một chuyện vô cùng tốt với đạo hữu nam lũng hầu nhìn Hàn Lập cười quỷ dị, một đoạn mật ngữ truyền vào trong tai Hàn Lập. Sau đó tay hắn sờ vào túi chữ vật, khéo léo giấu một thứ bí mật trong tay, xòe tay bắn ra. Ngọc giản hóa thành một đạo bạch quang bay đi, không hề cố kỵ đám lữ lạc bên dưới. Hàn Lập nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, lập tức nhấc tay đem giản ngọc thu vào, đưa mắt đánh giá lại nam lũng hầu vài lần sau đó đem bỏ ngọc giản vào túi chữ vật không hề có ý định xem luôn bây giờ nam lũng hầu thấy thế không giận mà bật cười quanh thân hiện lên một đạo quang bao bọc lại sau đó bay về tòa kỵ của mình trên xe lại lóe lên kim quang tất cả kim giáp sĩ đều tiếp tục hành trình của mình hướng thiên thành bay đi cỗ nhạc trong xe lại xé gió vang lên lữ lạc cách đó không xa cũng không được nam lũng hầu hỏi han một tiếng trực tiếp bay đi tu sĩ nguyên anh khác khẳng định sẽ rất bất mãn nhưng lữ lạc biết rõ tính tình quái dị của đối phương nên trưởng lão lạc vân tông chỉ còn biết cười khổ mà thôi công tử người có sao không thấy hàn lập quay trở lại tâm thần mộ phái linh trở nên bình tĩnh ân cần thăm hỏi đôi mắt đẹp không ngừng nhìn hàn lập chằm chằm mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn vị công tử này dùng lực đấu với nam lũng hầu đại triển thần uy khiến trong lòng gợn sóng cảm giác được bên người hàn lập cũng không phải là chuyện xấu mơ hồ lại có cảm giác ấm áp không có chi, chỉ là hao tổn thần thức mà thôi Hàn Lập bình thản nói, đối với sự ân cần hỏi thăm của nữ nhân này, có chút cảm động. Sư đệ, người giấu giếm ta đến khổ, làm sư huynh lo lắng lữ lạc bên cạnh tấm tắc nhìn Hàn Lập, hồi lâu mới mừng rỡ nói. Tia ngăn cách mỏng manh như có như không cuối cùng cũng biến mất, không còn chút gì. Sư đệ trước nay chưa từng giấu giếm hai vị sư huynh. Cái chính là hai vị chưa từng hỏi qua mà thôi, chúng ta cũng nên đi thôi. Trận động tĩnh mới vừa rồi sợ đưa đến không ít tu sĩ hàn lập thần sắc ôn hòa nói. Không sai, chắc chắn sẽ bị tu sĩ khác để ý tới, sợ rằng có chút phiền phức. Chúng ta mau trong đến thiên thành nào lữ lạc không chút do dự nói. mươi 674, gặp lại đồng tử. Đây là Điền Thiên Thành, Hàn Lập đứng một bên trên sườn núi, nhìn trong ngoài cự đại trường thành, thấp giọng nói. Thế nào, Hàn Sư để có phải chưa bao giờ gặp qua thạch thành lớn như vậy hay sao? Đây chính là do cửu quốc minh trước sau mấy lần xây dựng bổ sung thêm mới có được quy mô như vậy. Mặc dù không dám nói là Thiên Nam đệ nhất thành thị, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào một trong năm thành lớn nhất. Mà cả tòa thành thị đều dùng cự thạch tu kiến lữ lạc đứng bên cạnh Hàn Lập, đồng dạng cảm khái nói. Hàn Lập nghe lời này, mỉm cười, nói đến thành lớn thì Thiên Nam nào có thành thị nào có thể so với loạn tinh hải thiên tinh thành. Đó mới chân chính là thạch thành lớn vô đối. Nhìn điên thiên mặc dù cũng là thành lớn dài hơn trăm dặm nhưng so với thiên tinh thành thì không là cái gì mặc dù hàn lập chỉ lơ đỉnh nói chuyện nhưng mộ phái linh đứng cạnh hắn lại có vẻ giật mình thạch thành trước mắt hiển nhiên làm cho nữ nhân này khiếp sợ không nhỏ bất quá vừa tiến vào phụ cận điền thiên thành là phải đi bộ thật đúng là có chút buồn bực lữ lạc lắc đầu có chút bất mãn nói hàn lập khẽ nhếch miệng trả lời cử quốc minh cũng là không có biện pháp nào khác nếu không với lượng tu sĩ cấp cao đông đúc như thế đến đây đều từ trên trời phi hành qua lại thì bọn họ căn bản không có cách nào quản lý thành này. Cũng may cấm chế này đối với tu sĩ Nguyên Anh chúng ta mà nói, chỉ là hình thức mà thôi. Nếu thật muốn bay lên không mà đi thì loại cấm chế này còn lâu mới có thể vây khốn được chúng ta. Không nghĩ tới sư đệ lại sảng khoán như thế. Hảo, chúng ta đi thôi, có lẽ vào thành sớm thì có thể có chút thu hoạch từ sau trận cùng Nam Lũng Hầu thần thức đại chiến vị nữ sư huynh này đối với Hàn Lập nhiệt tình thân thiết hơn so với trước kia rất nhiều. Hàn Lập cười gật đầu đáp ứng sau đó ba người từ trên sườn núi đi xuống. Ngay ngang hướng xa phía cửa thành đi tới, bởi vì đây đã là khu vực phụ cận Điền Thiên Thành nên từ bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng về thành đi bộ tới. Nơi đây cũng có vẻ nhân khí mười phần, Hàn Lập cùng Lữ Lạc không muốn gây ra sự chú ý nên hai người sớm đã che giấu tu vi, thoạt nhìn cùng mộ phái linh không sai biệt lắm đều giống tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vậy ba người rất dễ dàng xen lẫn trong đám tu sĩ khác từ cửa thành cao ước hơn 10 trượng đi vào. Tại cửa thành, mặc dù có một số tu sĩ chấp pháp cửa quốc minh đứng gác, nhưng vẫn chưa phát hiện được đám người Hàn Lập có gì khác thường. Sau khi vào đến Điền Thiên Thành thì đập vào mắt là một loạt thạch ốc được xây dựng, bố trí một cách chỉnh tề. Trong các thạch ốc này có rất nhiều con phố rộng giao nhau như mạng nhện trong đó có không ít người qua lại liên tục chúng ta nên trước tiên kiếm chỗ ở đã, bất quá, cũng không nên chen chúc cùng những người khác ở trong khách sạn. Nơi này, có lầu khách quý chuyên chiêu đãi miễn phí tu sĩ Nguyên Anh. Chúng ta có thể trực tiếp đi vào trong đó lữ lạc trước kia đã tới Điền Thiên Thành một lần nên, hơi có chút ngựa quen đường cũ nói. Hàn Lập tự nhiên sẽ không phản đối, mang theo một phái linh trực tiếp đi theo trung niên nhân họ lữ. Kết quả lữ lạc mang theo hai người, trực tiếp hướng đến một góc thành đi tới. Một lát sau, ba người đi xuyên qua nhiều ngã tư đường rốt cục đến trước một màn ánh sáng trắng. Phía sau màn ánh sáng là trùng trùng lầu các ô tính tố nhã, kiến trúc khác nhau, tinh mỹ tuyệt luân. Phía ngoài màn ánh sáng có một vài tu sĩ đi ngang qua nhìn các lầu các phía trong quang mạc, tất cả trên mặt đều tỏ vẻ kính sợ cùng hâm mộ vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí dừng lại nhiều hơn, đều bước nhanh rời khỏi nơi này. Tại nơi này, cũng chỉ có tu sĩ ngoài Nguyên Anh Kỳ mới có năng lực mở cấm chế ra. Lữ Lạc lấy tay chỉ một điểm nói tiếp theo tay hướng quang mạc rẽ ra đồng thời trên thủ trưởng lam mang chợt lóe sắc một tiếng bạch sắc quang mạc bị thủ trưởng đầy linh lực của lữ lạc tách ra một cái khe lớn bóng người chợt lóe lên hắn không chút khách khí tiến vào màn ánh sáng trong nháy mắt khép lại nhanh đến mức khó tin hàn lập sau khi ngẩn ra một lúc cũng không nói gì há mồm một đoàn thanh quang bắn ra bạch sắc quang mạc sau khi thanh mang chấp động một cái khe dài hơn trường lập tức hé ra Hàn lập tay ôm lấy mộ phái linh mảnh mai, đầy mùi u hương rồi mang theo nữ nhân này tiến vào trong màn ánh sáng. Mộ phái linh nửa người dựa vào lòng hàn lập, trên mặt có chút đỏ bừng nhưng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khác thường. Chứng kiến hàn lập cử trọng nhược khinh phá cấm chế mà vào, lữ lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức khôi phục như thường. Các lầu các này, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể mang theo môn nhân đệ tử tùy ý chọn lựa một tòa. Bất quá, lầu các mà cấm chế bên ngõ ai phát sáng là đã có người, nên chọn một tòa khác. Bất quá cũng không phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều muốn tới đây. Có một số lão quái vật lại tình nguyện ở ngoài thành hoặc khách sạn khác lữ lạc vừa nói vừa mỉm cười nhằm đám lầu các này chỉ chỉ trò trò. Quả nhiên bên ngoài một số tiểu bộ phân lầu các, cấm chế quang mang có bộ dáng chấp động. Sư đệ, chúng ta chọn hai tòa lầu các liền nhau này, có việc gì cũng có thể chiếu cố nhau một chút lữ lạc chỉ vào hai tòa lầu các cách đó khoảng 5-60 trượng đề nghị. Theo ý sư huynh đi hàn lập sau khi nhìn một chút cũng đồng ý. Lữ Lạc đang còn muốn nói cái gì đó thì một tiểu lâu phụ cận đang có ánh bạch hoàng quang mang vây quanh, cấm chế đột nhiên mở ra, từ bên trong lại đi ra một người có thân ảnh thấp bé. Mà người nọ ánh mắt đảo qua đám người Hàn Lập, lập tức kinh ngạc nói. Ô, đây không phải là Lữ Huynh sao? Không nghĩ tới đạo hữu cũng tới nơi này. Hàn Lập nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ người này. Người này dáng vẻ trắng trẻo trẻ tuổi như Ngọc Đồng, đúng là đã gặp tại thánh địa của ba phái, chính là Hỏa Long Đồng Tử. Hắn vừa nói xong, còn người hắc bạch phân minh nhất chuyển, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hàn Lập cùng mộ phái linh, vẻ tiếu dung pha lẫn vài phần kinh ngạc. Lấy trí nhớ siêu cường của hỏa long đồng tử này, hơn 20 năm trước mặc dù mới gặp qua Hàn Lập nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hàn Lập là một gã đệ tử tham gia thí kiếm đại hội lần trước. Bất quá bây giờ Hàn Lập chỉ dùng công pháp bình thường để ẩn nặc tu vi nên tự nhiên không thể gạt được tu sĩ cung cấp. Hắn trong lòng sau khi cả kinh lập tức lộ ra thần sắc có chút hiểu ra. Ha ha, thì ra là Lam Đạo Hiếu, ta tưởng đã đến sớm nhưng lần này Đạo Hiếu đã đi trước một bước đúng. Vị này là Hàn Trưởng Lão mới gia nhập Lạc Vân Tông chúng ta. Hàn Sư Đệ, nói vậy Lam huynh người cũng gặp qua một lần rồi thì ta cũng không cần nhiều lời giới thiệu. Lữ Lạc đầu tiên là sửng sốt tiếp theo vẻ mặt tươi cười nói, tựa hồ cùng đối phương có quan hệ. Thì ra Hàn Đạo Hiếu thật sự là Tân Trưởng Lão của Quý Tông, làm mỗi ngày đó thật đúng là mắt kém hỏa long đồng tử nghe Lữ Lạc vừa nói như thế cười khổ nói tựa hồ không còn muốn truy cứu chuyện ngày đó hàn mỗ chỉ là đã nghe đại danh linh nhãn thánh thụ từ lâu lúc đó mới tiến vào thánh địa coi một cái hy vọng lam đạo hữu ngàn vạn lần không nên trách tội mặc dù đối phương nói như thế nhưng hàn lập lại cười hơi giải thích một chút bây giờ đạo hữu đã là lạc vân tông trưởng lão việc này tự nhiên không cần nhắc lại bất quá hai vị đạo hữu tới cũng khéo ta vừa lúc cùng mấy vị đồng đạo quen biết ước định muốn đi tinh long các tiến hành một giao hoán hội nhỏ hai vị đạo hữu hay là cùng đi xem một chút, nói không chừng có thể tìm được gì đó thích hợp hỏa long đồng tử tựa hồ tính tình cũng thẳng thắn, lúc này khoát tay chặn lại rồi mở lời mời. Nhanh như vậy lại có giao hoán hội, sách sách, hai sư huynh đệ ta tới thật đúng lúc. Hàn sư đệ, tu sĩ Nguyên Anh giao hoán hội diễn ra cũng không nhiều, nhất định phải đi. Nếu không, có thể bỏ qua đồ tốt lữ lạc nghe vậy mừng rỡ, lúc này xoay mặt nhìn Hàn lập trịnh trọng nói. Hết thảy theo ý Lam sư huynh, Hàn lập thần sắc không thay đổi, sau khi cười, bình thản nói. Vì vậy sau đó hàn lập hai người trước tiên ở bên ngoài lầu các thiết hạ cấm chế, sau đó theo hỏa long đồng tử, lần nữa ra khỏi bạch mạc. Hàn lập sau khi dặn dò vài câu thì đem mộ phái linh tạm thời ở lại trong lầu các. Tinh long các làm mố tại cửu quốc minh có một vị hảo bằng hiếu, mà người này giao hảo rất rộng, bất luận tránh tả đều có thể kết giao. Cho nên hắn mới có thể tạo thành giao hoán hội lần này. Bất quá, vì tránh cho một số phiền toái không cần thiết, tất cả mọi người đi vào đều phải mang mặt nạ để che đi chân diện mục. Bằng thứ giọng thanh thúy, Hỏa Long đồng tử nhiệt tình trao đổi mọi chuyện tình liên quan đến giao hoán hội. Mà Lữ Lạc nghe xong trong lòng vừa động, có chút giật mình nói. Người Lam Huynh nói chẳng lẽ là thiên tinh chân nhân, hình như cũng chỉ có lão này mới có điều kiện như vậy. Bất quá, ta nhớ kỹ thiên tinh chân nhân cũng không thích dính dáng vào việc này mà sao lần này lại chủ động tổ chức giao hoán hội. Hắc hắc, không nghĩ tới Lữ Đạo Hiếu cũng biết tới danh tiếng thiên tinh lão Hiếu, không sai vị lão hiếu này mặc dù không thích phiền toái, nhưng hắn trong thời gian này hình như đang có nhu cầu cấp bách đối với một vài loại đồ vật chân quý, nhưng vẫn không có tìm được. Phòng chừng cũng là vì thế mới chủ động tổ chức giao hoán hội hỏa long đồng tử cười hì hì nói. Ô, nếu nói như vậy thì việc này thật sự cũng có khả năng lữ lạc có chút rõ ràng gật đầu. Hàn lập bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ba người đã đi đến trước một lầu các trắng noãn như ngọc. Lầu các này có 3 tầng, diện tích từ lớn đến nhỏ, trên cửa treo một tấm biển cổ kính. Tinh long các ba chữ màu vàng to viết bên trên, chương 675, Nguyên Anh Tụ, chính là nơi này, hai vị đạo hiếu, mời vào hỏa long đồng tử hướng về phía hai người cười nói, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi vào. Đến gần lầu các đại môn, Hàn Lập vị ý hướng vào trong liếc mắt một cái, kết quả không khỏi ngẩn ra. Bên trong lại phảng phất như một cái tử lâu tầm thường, chẳng những đông đảo khách nhân đang ngồi ăn ăn uống uống cùng mấy tên điếm tiểu nhị tay bưng thức ăn đi qua đi lại như thoi xuyên qua các dãy bàn, trên bàn bày đầy các loại rượu ngon món ngon, tiếng cụm chén qua lại liên tiếp truyền ra. Mà ở một bên lầu các đại môn có một cái biển gỗ lớn ở trên viết mấy chữ bổn lâu được bao, người ngoài dừng bước. Thiên tinh lão quỷ này, lại còn diễn trò viễn thuật, thiệt là. Hỏa long đồng tử thì thào tự nói vài câu nhưng căn bản không để ý tới cái biển gỗ này bước vào. Mà Hàn Lập nghe vậy trong lòng vừa động, thần thức hướng bên trong nhẹ nhàng đảo qua, nét mặt lập tức lộ ra vẻ quái dị nhưng chân cũng không có dừng lại chút nào. Kết quả ba người vừa tiến vào đại môn, trước mắt ánh sáng lập tức tối sầm lại, khách nhân trong lầu các cùng nhân ảnh tiểu nhị lập tức giống như bọt biển hóa thành không, tiếng ồn ào cũng tự nhiên biến mất. Hàn lập tùy ý nhìn một chút, chỉ thấy khắp nơi trống rỗng, bốn phía mờ mờ sắc vũ khí, chỉ có ở chính giữa đặt một cái bàn gỗ cổ xưa, trên bàn có một ngọn đèn thanh đồng phía sau ngọn đèn có một gã từ mi thiện mục áo bảo cho đạo sĩ đang ngồi, người này ước chừng năm 60 tuổi, mỉm cười nhìn ba người. Không nghĩ tới Lam Huynh không chỉ tự mình đến mà còn mang đến lữ đạo hiếu. Mà vị thanh bào đạo hiếu này lão hủ mắt phụng về, hình như trước kia chưa có gặp qua. Chẳng lẽ là đồng đạo mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ? Hồi bào đạo sĩ sau khi cười hướng ba người nhiệt tình nói làm cho ba người không có cảm giác bị lạnh nhạt, khiến cho người đối diện bất giác sinh ra một tia hào cảm. Thiên tinh huynh, Ta mang theo hai vị khách không mời nhưng không bị mời ra ngoài sao?" Hỏa Long Đồng tử lộ vẻ cười nhưng ngoài miệng lại hoành tráng nói: "Sao lại vậy được, ta nơi này hoan nghênh hết thảy đồng đạo lại đây, huống hồ ta cùng Lữ đạo hữu cũng là bạn cũ." Chỉ có vị này lão đạo trong miệng cười nói nhưng ánh mắt dừng lại trên người Hàn Lập một chút. Tại Hạ Lạc Vân Tông Hàn Lập là tu sĩ mới tiến cấp, mong Thiên Tinh chân nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn Hàn Lập tiến lên nửa bước, ôm quyền nói: "Thì ra là đồng môn của Lữ đạo Hiếu cha cha, xem bộ dáng đạo hữu tuổi không lớn, sau này nhất định tiền đồ vô lượng thiên tinh chân nhân xuân phong đầy mặt khen. Được rồi, ông bạn già, những người khác cũng đã tới rồi. Ba người ta cũng đi xem một chút hỏa long đồng tử hiển nhiên cùng thiên tinh chân nhân giao tình rất sâu nên không cố kỵ nói. Khụ, Lam Huynh cần gì phải gấp gáp như thế, mới chỉ có bảy tám người tới phỏng chừng cũng có chút nóng lòng nên có thể bắt đầu trao đổi ở trên. Đây là hai cái mặt nạ ô linh, hai vị đạo hữu cầm lấy còn Lam Huynh, ngươi còn muốn sao thiên tinh chân nhân cố ý hỏi hỏa long đồng tử một câu hai tay vừa đảo hai luồng bạch quang hiện lên xuất hiện một cái ô mộc điêu khắc thành mặt nạ mặt ngoài phù văn ẩn hiện vừa nhìn đã biết không phải là vật bình thường hừ ngươi cũng không phải không biết ta vóc người thế này ai chẳng nhận ra nếu bằng nguyễn thuật biến ảo hình thể có thể giấu giếm được người nào hỏa long đồng tử nghe lời này phồng mang trợn mắt bộ dáng rất buồn bực điều này cũng đúng ba vị đạo hữu xin mời lên lão hủ trong chốc lát nữa cũng sẽ tới thiên tinh chân nhân lơ đỉnh cười hai tay ném mặt nạ cho hai người hàn lập đồng thời đánh ra một đạo bạch sắc pháp quyết vào trong đám sương mù sương mù nhất thời tiêu thất lộ ra một cái lấp lóe thạch dai thông hướng lên tầng hai hỏa long đồng tử không khách khí không nói gì nữa bước qua cái bàn trực tiếp đi lên lữ là cùng hàn lập hai người sau khi thi lễ rồi đi theo lúc này hàn lập đã phát hiện hai cái mặt nạ giống nhau như đúc nhìn không ra cái trong tay và của lữ là có cái gì bất đồng cũng không trần chờ bước lên thềm đá và đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ dán sát vào da thịt có chút cảm giác lành lạnh, mềm nhuyễn nhưng lại nhẹ như không có gì, rất là thoải mái. Điều này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, hắn xoay mặt nhìn Lữ Lạc, kết quả là chỉ nhìn thấy khuôn mặt gỗ lạnh như băng xuất hiện trong mắt. Hắn cũng đang nhìn cái mặt nạ trên mặt Hàn Lập mà cười. Chỉ sau một chút ba người đã từ thang lầu đi lên lầu các tầng hai. Bên trong ánh sáng rực rỡ, trên nóc nhà cùng vách tường bốn phía có khảm những khối nguyệt quang thạch lớn nhỏ khác nhau cỡ bằng nắm tay người, có chừng hơn trăm khối, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Nhưng làm cho Hàn Lập giật mình chính là tầng 2 này thoạt nhìn diện tích to lớn gấp mấy lần so với vẻ bề ngoài, rất ngoài dữ liệu của Hàn Lập. Bất quá tầng 2 tự nhiên sẽ không phải trống rỗng mà là sát vách tường bốn phía có bảy mấy cái bàn, trong đó không ít tu sĩ quần áo khác nhau, từ quần áo cùng tóc mà đoán thì có cả nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau những người này vừa thấy hỏa long đồng tử cùng ba người đi lên thì có vô số đạo hàn quang đồng thời nhìn lại bất quá bên trong hiển nhiên có không ít người nhận thức được khuôn mặt không có chút che giấu của hỏa long đồng tử nên ánh mắt lập tức biến thành thiện ý cừu địch lạnh lùng các dạng thần sắc khác nhau trong đó có vài đạo hàn quang có chứa sát khí như có như không không biết bọn họ như thế nào cùng hỏa long đồng tử kết thành đại cừu nhưng lại không thể khắc chế sát ý trong lòng hỏa long đồng tử đối với điều này tuyệt không thèm để ý mang theo Hàn Lập cùng Lữ Lạc tìm một vị trí không có người nào, ba người lần lượt ngồi xuống. Hàn Lập lúc này mới qua mặt nạ cẩn thận nhìn lâu người khác trong lầu. Những người này bởi vì đeo mặt nạ nên cho dù Hàn Lập thần thức cường đại bực này cũng không có cách nào thấy rõ khuôn mặt bọn họ, nhưng dựa vào linh khí dao động thì toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không thể nghi ngờ. Trong đó thậm chí hai người có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng hai người này lại một nam một bác ngồi như cô Linh, không có tu sĩ nào có dũng khí tùy tiện ngồi bên cạnh. Một cái lầu nho nhỏ lại đồng thời tụ tập hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thực sự là làm cho người ta nghe nói sợ hãi. Tổng cộng tất cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà Hàn Lập gặp trước đây cũng không có nhiều như vậy. Xem ra thật sự tu vi tiến đến cảnh giới nào thì mới có thể tiếp cận được tới các tu sĩ của giai tầng đấy. Hàn Lập ánh mắt chấp động nhìn quanh, đột nhiên tập trung nhìn một góc lầu. Tựa như thiên tinh chân nhân nói, nơi này đã có vài tên tu sĩ gấp gáp bắt đầu tụ tập vây quanh cái bàn, bọn họ mồi khẻ mấp máy truyền âm đồng thời cũng thỉnh thoảng lấy từ túi chữ vật ra hộp ngọc cùng một cái bình nhỏ gì đó và bắt đầu trao đổi bất quá ngoại trừ vài tên tu sĩ này đại đa số những người khác đều ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần chờ mọi người đến đông đủ mới bắt đầu trao đổi vài tên tu sĩ đang trao đổi gì đó cũng tuyệt không phải là thứ tốt bất quá có lẽ xuất phát từ nguyên nhân không muốn ai nhận ra bản thân nên tất cả tu sĩ ngồi trên ghế cũng không lên tiếng ngẫu nhiên có giao tiếp thì cũng chỉ dùng mật ngữ truyền âm Lầu các tầng hai thủy chung vẫn duy trì không khí yên tĩnh, thoạt nhìn quả thực có chút quái dị cùng áp lực. Hỏa Long đồng tử không có mang mặt nạ khắc gỗ nên ở tầng hai này tự nhiên có vẻ có chút đáng chú ý. Nhưng trong đám tu sĩ đang ngồi cũng không phải chỉ riêng Hỏa Long đồng tử lộ ra chân diện mục. Ngồi đối diện đám người Hàn Lập cũng có một vị tu sĩ to béo vô cùng, cũng không có mang mặt nạ. Người này phần eo cơ hồ to gấp ba bốn lần người bình thường, ngồi ở ở chỗ đó thậm chí làm cho chiếc ghế dưới thân có chút biến dạng võng xuống. Bất quá, Người này có bộ dáng bất cần, thấy Hàn Lập nhìn thì thậm chí còn nhìn lại Hàn Lập cười hì hì. Chỉ là trên mặt thịt béo quá nhiều làm cho người ta thật sự không có cách nào cảm nhận được ý tốt. Ở bên cạnh tu sĩ mập mạp này lại có một vị phong mãn nữ tu, mặc dù mang mặt nạ, không có cách nào nhìn thấy kiểu dung nhưng trên mặt nạ hiện lên một đôi mị nhãn, còn người luân chuyển, thật là mê người. Bất quá đám tu sĩ ngồi ở đây người nào không phải là lão gian cự hoạt, mỗi người đối với nữ tu phong tình này đều tự hồ không nhìn thấy. Hàn Lập vừa mới nhìn thì bên tai lúc này truyền đến tiếng lữ lạc. Hàn sư đệ, cẩn thận một chút, gã mập mạp này đừng nhìn bộ dáng mà lầm, hắn cùng nữ tử bên cạnh là ma môn hợp hoan tông nổi danh phỉ xá song ma. Hai người này thông qua song tu bí thuật liên thủ, thậm chí có thể cùng chống lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, phi thường khó chơi. Đừng trêu chọc bọn hắn, Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng dùng mình, lập tức đem này hai người để vào danh sách đề phòng nhiều hơn. Cũng không có nhìn lại về phía đối diện, mà học bộ dáng những người khác, hai mắt khẽ nhắm bất động tính tỏa. Kết quả sau một thời gian lục tục có vài tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mang theo mặt nạ đi lên. Thiên tinh thượng nhân là người cuối cùng đi lên, tất cả các tu sĩ đang ngồi không hẹn mà cùng dương mắt nhìn. Mà thiên tinh chân nhân trực tiếp đi tới giữa tầng 2 rồi vung tay một cái, một cái bàn gỗ bị bạch quang bao lấy bay đến trước mặt, sau đó mới mỉm cười nói. Thời gian không sai biệt lắm, các đồng đạo cũng đã đến đủ chư vị đạo hữu nếu không có ý kiến gì khác thì giao hoán hội lập tức bắt đầu. chương 676, Xích Tinh Chi, thiên tinh chân nhân thật khách khí, bất quá tại hạ quả thật không thể nhẫn nại. Bằng không, trước hết hãy bắt đầu từ lão phu, như thế nào? Một gã cẩm bào tu sĩ ngồi kế bên thiên tinh chân nhân cười lãnh đạm nói. Ha ha, nếu đạo hữu nóng lòng như thế, vậy hãy để đạo hữu bắt đầu đi. Thiên tinh chân nhân khẽ cười một tiếng, lui vài bước, tỏ vẻ muốn mời cẩm bào tu sĩ bắt đầu trước về phần quy tắc trao đổi tu sĩ ở đây người nào chẳng phải trải qua vô số lần kinh nghiệm hiển nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi giới thiệu hắc hắc nếu thiên tinh huynh đã nói như thế lão phu cũng không khách khí Cẩm bao tu sĩ cũng thoải mái đứng dậy sau khi ôm quyền nắm tay hướng túi chữ vật vỗ một cái kết quả hồng quang chợt lóe trong tay liền có thêm một cái hộp gỗ lớn hộp gỗ này không biết từ loại kỳ mục nào chế thành toàn thân xanh ngọc không ngừng có ngọn lửa đỏ ẩn lóe trên nắp hộp có cấm chế phù màu vàng bạc có vẻ phi thường thần bí nhìn thấy cảnh này ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn nhìn cái hộp với đủ loại thần thái kiến thức của đám tu sĩ này không người nào không rộng lớn hiển nhiên biết vật trong hộp không phải đơn giản có thể ngay từ đầu nhìn thấy được bảo vật ở hội trao đổi tinh thần không khỏi rung lên hai mắt cẩm bào tu sĩ đảo qua mọi người lộ ra vài phần đắc ý kế tiếp bắt tay nhẹ nhàng hướng phù lục điểm một chút kim ngân phù bay xuống nắp hộp liền lập tức mở ra nhất thời một đạo hỏa hồng từ trong hộp hiện ra chính là một cây linh chi quái dị màu đỏ. Linh chi này lớn cỡ một tấc, toàn thân hỏa hồng nóng rực, mặt ngoài bóng loáng trong suốt, có khói đỏ nhẹ nhẹ xoay xung quanh, phảng phất như có tiên khí vần quanh, bộ dáng như là tiên gia trí bảo. Lúc Hàn Lập đang trợn mắt há mồm nhìn thì đã có người gọi ra tên của vật ấy. Xích tinh chi, là xích tinh chi đã có chừng 3.000 năm, vật này chỉ sinh trưởng xung quanh dung nham, người bình thường không có khả năng nhìn thấy, càng đừng nói đến việc có nó. Đạo hữu thật cao tay, một gã tu sĩ áo đen thở dài một hơi thì thảo nói không biết là hâm mộ hay đố kỵ xích tinh chi vật ấy chính là xích tinh chi trong băng hỏa tinh chi quả nhiên danh bất hư truyền nhìn hỏa linh khí phát ra cũng biết không phải tầm thường những tu sĩ khác cũng sao động một trận có vài tên tu sĩ đứng lên thậm chí không kiêng kỵ thấp giọng nghị luận cẩm bào tu sĩ thấy hắc y tu sĩ vừa liếc mắt một cái liền gọi lai lịch của vật này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục như thường nói nếu vị đạo hiếu này đã nhận ra vật của tại hạ, vậy tại hạ sẽ không nhiều lời. Gốc cây xích tinh chi 3.000 năm, đỉnh bật tài liệu luyện đan hỏa thuộc tính. 10 vạn linh thạch, hoặc là đổi lấy tài liệu luyện đan luyện khí cùng cấp bậc. 10 vạn linh thạch, Hàn Lập vừa nghe nói thế, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Giá này không phải rất cao, mà là thấp hơn dự đoán ban đầu của Hàn Lập. Tại loạn tinh hải thì một viên yêu đan cao cấp phải hơn vạn linh thạch, mà loại linh chi chân quý dị thường này, trừ cứu khúc linh sâm đã hóa hình nọ, tuyệt không có linh dược khác có thể sánh bằng. Điều này làm cho chống ngực Hàn Lập đập mạnh, có chút động tâm. Lại nói tiếp, không tính bảo vật chân quý khác, số lượng linh thạch của Hàn Lập có chừng hơn 10 vạn, toàn bộ đều là từ đám tu sĩ bị hắn giết chết mà cướp được. Đặc biệt là vị lục đạo truyền nhân kia, trong túi chữ vật dĩ nhiên có 3.000 linh thạch bậc trung, làm cho Hàn Lập phát tài lớn, tu sĩ Nguyên Anh bình thường không thể sánh bằng. Đương nhiên cho dù mấy linh thạch này có nhiều trăng nữa, cũng không thể cùng linh khí, pháp bảo, thậm chí là cổ bảo so sánh được. Dù sao có một số bảo vật căn bản không thể dùng linh thạch mua được. Nếu hắn cầm trong tay cổ bảo, tùy ý đổi lại hơn 10 vạn linh thạch tuyệt đối không có vấn đề. Lúc Hàn Lập đang âm thầm tự đánh giá, trong đám tu sĩ cũng có rất nhiều người động tâm với vật này. Lúc này có vài tên tu sĩ trước sau đi tới, cùng cầm bảo tu sĩ nọ truyền âm nói nhỏ vài câu, sau đó xuất ra vài thứ đồ vật để cầm bảo tu sĩ xem một chút. Người khác thấy không rõ lắm nhưng cẩm bào tu sĩ chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, liền không khách khí cự tuyệt. Làm cho mấy tên tu sĩ nọ hầm hực lui về tại chỗ. Còn có người nào không? Xích tinh chi ba ngàn năm này tại hạ đã phí sức chín châu hai hổ, năm sáu năm khổ công, cuối cùng mới có được. Bán người vạn linh thạch, tại hạ thật sự cũng không cần lắm. Chẳng qua, tại hạ hy vọng chư vị có thể sử dụng tài liệu thổ thuộc tính đến hoán đổi. Thậm chí cấp bậc kém một chút, tại hạ cũng chấp nhận. Bất quá nếu là kém quá xa, nghĩ muốn chiếm tiện nghi, cũng đừng lại đây lãng phí thời gian của lão phu. Cẩm bào tu sĩ tựa hồ rất muốn đổi, nhưng nhất thời không người nào lên tiếng, không khỏi có chút nóng nảy nói. Hai mắt hàn lập hướng những người khác quét qua một lượt, có không ít người bộ dáng lộ vẻ tham lam, nhưng cũng không có người nào đứng dậy. Xem ra không phải cảm thấy giá tiến là rất cao, mà là nhất thời trên người không có tài liệu thích hợp. Ngay cả trên mặt hỏa long đồng tử bên cạnh cũng tràn đầy vẻ tiếc hận, hắn tu luyện chính là công pháp hỏa thuộc tính hàng thật giá thật, Hỏa tinh chi này chính là phi thường hiệu dụng. Đem hết thầy thu vào trong mắt, mắt thấy cẩm bào tu sĩ bất đắc dĩ định đem hộp gỗ thu lại. Môi hàn lập khẻ nhúc nhích truyền âm tới, vị đạo hữu này hãy chậm đã, không biết đối với yêu đan thổ thuộc tính, có hay không cảm thấy hứng thú. Động tác thu hồi linh chi của cẩm bào tu sĩ nhất thời đình chỉ, ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện người truyền âm là hàn lập. Lúc này có chút kinh ngạc quay lại truyền âm nói, đạo hữu có yêu đan, bất quá đây chính là xích tinh chi, ít nhất phải là thất cấp yêu đan mới có thể đổi. Nếu là lục cấp thì phải hai khỏa mới có khả năng. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng tự đánh giá, mặc dù lúc trước hắn cơ hồ đem tất cả yêu đan dùng để luyện chế đan dược, nhưng trong tay cũng lưu lại một ít yêu đan có giá trị cao nhất, chính là phòng sau này để sử dụng vào việc khác mới lưu lại dự phòng. Hôm nay cầm một khỏa thất cấp đổi lấy xích tinh chi thì cũng có lời. Dù sao Linh Chi có thể dùng lục dịch thúc dục, nhưng yêu đan thì không cách nào để cao được về phần giá trị của hai thứ, thật sự cũng khó nói. Mặc dù thất cấp yêu đan tại loạn tinh hải cũng phi thường chân quý, nhưng so với xích tinh chi thì rõ ràng là kém hơn một bậc. Nhưng tại thiên nam lại bất đồng, không nói thất cấp yêu đan, cho dù là ngũ cấp lục cấp yêu đan thì cũng khó có người thấy được. Dù sao lục địa thiên nam, còn có chỗ nào có yêu thú cao cấp như vậy tồn tại. Thất cấp yêu đan đổi lấy xích tinh chi 3.000 năm, cũng xem như công bình. Trong lòng đã định, Hàn Lập bỗng nhiên đứng dậy, hướng cẩm bào tu sĩ đi tới. Cử động này, làm cho lữ lạc cùng hỏa long đồng tử giật mình, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập đi vài bước đến trước mặt cẩm bào tu sĩ, bàn tay vừa lộn, một cái hộp ngọc liền xuất hiện. Sau đó trực tiếp vứt cho đối phương, còn bản thân thì không nói một câu. Cẩm bào tu sĩ cũng trầm định trụ khí, tiếp nhận hộp ngọc mở ra, sau khi cẩn thận xem xét một hồi, trong mắt liền hiện lên nét vui mừng lẫn sợ hãi. Giao dịch hoàn thành, tay hắn xuất ra, đem xích tinh chi phong ấn trong hộp gỗ, trực tiếp đưa cho Hàn Lập. Đồng thời cũng đem hộp ngọc của Hàn Lập nhanh chóng thu vào trong túi chữ vật. Hàn Lập gật đầu, cũng đem hộp gỗ thu lại, trở về chỗ ngồi. Lữ là cùng hỏa long đồng tử lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hai người cũng thức thời không có hỏi Hàn Lập cái gì, chỉ là truyền âm chúc mừng vài câu. Thân sắc Hàn Lập vẫn như thường ứng phó vài câu, không hiển lộ chút nào khác thường. Bất quá lúc này, Hàn Lập đã nhận thấy được không ít tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi, cũng bắt đầu đánh giá hắn một lần nữa. Hiển nhiên, hắn có thể ngoài ý muốn lấy được xích tinh chi này, đã khiến cho không ít người hứng thú. Bất quá Hàn Lập cũng không để ý, lấy thần thông của hắn bây giờ, trừ khi gặp phải tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nếu không cho dù là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nghĩ muốn có chủ ý gì với hắn, hắn đều có biện pháp vững chắc thoát thân. Tốt, vị đạo hữu này mới vừa rồi đã trao đổi xong, tiếp theo xin mời vị đạo hữu này, dựa theo trình tự tiến hành, như thế nào? thiên tinh chân nhân hướng về một vị nữ tu sĩ ngồi cạnh cẩm bào tu sĩ, cười tủm tỉm đề nghị. Đương nhiên có thể, kế tiếp sẽ do thiếp thân hiến bảo vị phụ nhân một thân áo màu xanh nhạt, yêu nhã nói. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, ta không có cơ duyên tốt như vị đạo hữu này, có được cái loại bảo vật chân quý, bất qua thiếp thân cũng tinh thông luyện khí thuật, luyện chế ra một kiện pháp bảo chưa nhận chủ khốn tiên hoàn, chỉ cần tiến hành nghi thức nhận chủ cuối cùng, liền có thể sử dụng pháp bảo bổn mạng. Không phải thiếp thân khoe khoang, Mặc dù bảo vật này sử dụng tài liệu bình thường, chỉ dùng kim tinh luyện thành, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ. Dùng để vây địch hoặc hộ thân cũng cực kỳ hiệu quả, là pháp bảo kiêm công thủ phụ nhân này một bên vừa nói, một bên phất tay một cái. Nhất thời, một kiện tinh hoàn màu trắng cỡ một tấc, từ trong cổ tay phụ nhân bắn ra, không ngừng biến hóa lúc lớn lúc nhỏ. Phụ nhân cũng không có nói thêm cái gì, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên tinh hoàn, nhất thời tinh hoàn run lên, liền biến lớn lên cỡ một trượng trên tinh hoàn có thể thấy được ngân bạch sắc phù văn, tản ra linh khí kinh người. chương 677, trụy ma cốc, tinh hoàn này chưa nhận chủ, cho nên thiếp thân không thể thi triển nhiều thần thông lắm, bất quá các vị đạo hữu đang ngồi ở đây đều là người có kiến thức, là thật hay giả sẽ không gạt được chư vị. Ta định dùng tinh hoàn này, đổi lấy một lọ đan dược xúc tiến tu vi nguyên anh kỳ. Nếu có thể, xin cho thiếp thân xem một chút phụ thân một lần nữa đem tinh hoàn thu nhỏ lại, đặt tại trên tay, không chút hoang mang nói mặc dù bản thân những tu sĩ đang ngồi ở đây đều có bổn mạng pháp bảo mà pháp bảo kiêm tu các thần thông khác cũng không phải không có huống hồ như loại pháp bảo chưa nhận chủ này cũng có thể mua cấp cho môn nhân đệ tử sử dụng tu sĩ nguyên anh kỳ tự mình rèn luyện pháp bảo hiển nhiên so với tu sĩ kết đan tốt hơn mà đại bộ phận tu sĩ cũng không am hiểu luyện khí cho dù đến cấp bậc nguyên anh kỳ cũng không có cái gì khác biệt cho nên pháp bảo này vừa xuất nhất thời có không ít người động tâm đi tới trao đổi phụ nhân chọn một loại đan dược của một người trong đó, thuận lợi hoàn thành trao đổi. Xem ra pháp bảo khốn tiên hoàn này, mặc dù giá trị thua xa xích tinh chi, nhưng lại là một kiện pháp bảo có thể trao đổi tốt. Tiếp theo một gã tu sĩ, không chờ thiên tinh chân nhân nói đến, liền tự động đứng lên. Ta lần này lấy ra là một hộp tinh cương xa, ý định dùng để trao đổi tiếp tục tiến hành, tu sĩ Nguyên Anh một người tiếp một người xuất ra thứ gì đó, không thứ nào không phải là vật chân quý hiếm thấy, không phải phường thị mà Hàn Lập chứng kiến trước kia có thể sánh. Một kiện trong những thứ này cũng có thể làm cho tu sĩ kết đan bình thường tán ra bại sản, cũng chưa chắc có thể lấy được. Đến một tầng cấp độ, quả nhiên cũng chỉ có tu sĩ cùng cấp mới có thể có đồ vật thích hợp hoán đổi. Đương nhiên cũng không phải mỗi một thứ đều trao đổi thành công, có vài người bởi vì đồ vật rất kén chọn, hoặc là thứ xuất ra không tệ, nhưng vật muốn trao đổi lại thật sự rất ít, cũng không thể trao đổi thành công chẳng qua mấy lão quái nguyên anh này người nào người nấy cũng là loại thành tinh. Nghĩ muốn dùng giá trị thấp hơn để trao đổi chiếm tiện nghi, trên cơ bản là không có khả năng. Hỏa Long đồng tử cùng Lữ Lạc đều xếp trước Hàn Lập, cũng lấy ra bảo vật bản thân để trao đổi. Hỏa Long đồng tử xuất ra một đóa tam sắc kỳ hoa, cũng là một loại tài liệu luyện đan. Mặc dù so ra kém hơn xích tinh chi lúc đầu, nhưng cũng là vật hiếm thấy. Bất quá hắn muốn trao đổi một loại tài liệu độc phù mộc, đáng tiếc người ở đây lại không có hỏa long đồng tử không thể làm gì khác hơn là thất vọng ngồi xuống. Lữ lạc lại trao đổi rất thành công, dùng một lọ linh thảo chấp dịch mà Hàn Lập chưa từng nghe nói qua, đổi lấy một hỏa hồng tiểu kiếm chưa nhận chủ, cũng không biết là định chuẩn bị cho ai. Dù sao lấy tuổi của hắn, hơn phân nữa là không có khả năng lại hao phí thời gian bồi luyện. Sau khi Lữ lạc hoàn thành trao đổi, liền đến phiên Hàn Lập. Bởi vì trước đó không lâu, Hàn Lập thành công lấy được xích tinh chi từ trong tay cẩm bào tu sĩ, nên có không ít người để ý nhìn hắn. Hàn lập thần sắc như thường đứng lên, hai cái hộp ngọc màu trắng trong tay đã sớm xuất ra. Tại hạ có hai khối yêu đan cấp 6 thủy hỏa thuộc tính, hai linh thảo ngàn năm, muốn đổi lấy một khối canh tinh. Nếu thật sự không có canh tinh, nhưng có thể cung cấp tin tức canh tinh ở nơi nào, cũng đồng dạng có thể đổi lấy một vật trong hộp. Hàn lập nói xong lời này, thanh quang hai tay chấp động, hai cái hộp ngọc đồng thời mở ra. Hai khỏa hồng lam sắc yêu đan, cùng với hai cây linh thảo xanh biếc, hiện lộ trước thần thức của chúng tu sĩ. Canh tinh, lời hàn lập vừa ra khỏi miệng, ánh mắt tu sĩ bốn phía đều lộ ra vẻ cổ quái. Yêu đan cùng linh thảo ngàn năm này mặc dù chân quý, nhưng vẫn kém hơn canh tinh không phải một điểm hay nửa điểm. Nếu muốn đổi, phỏng trừng chỉ có thể đổi được một ít rất nhỏ mà thôi, mà điểm ấy canh tinh cũng chẳng làm được gì. Bất quá nếu nói đổi lấy tin tức của canh tinh, liều có thể tùy tiện lấy được một quả lục cấp yêu đan cùng linh thảo ngàn năm, tựa hồ lại vô cùng hào phóng. Dù sao người ở đây ai chẳng biết, tin tức chỉ là tin tức có được hay không lại là chuyện khác, bởi vì có rất nhiều nơi thiên tài địa bảo cùng di chỉ của thượng cổ tu sĩ mà mọi người đều biết. Nhưng vị trí nếu không phải là tuyệt địa, thì cũng là nơi đại hung đại ác cứu tử nhất sinh. Cho dù là tu sĩ có thần thông cực lớn cũng không có cách nào lấy được. Nổi tiếng nhất, chính là trụy ma cốc trong đại lục thiên nam. Nghe đồn nơi đây là chiến trường của thượng cổ tu sĩ. Truyền thuyết tại thời kỳ hoang dã, có không ít ma tu có đại thần thông thiết hạ cấm chế kỳ trận, không biết vì nguyên nhân gì mà chém giết nhau bên trong. Cuối cùng bởi vì thần thông quá kinh người, thậm chí xé rách ra từng khe không gian thật nhỏ, làm cho không gian cả sơn cốc cũng không ổn định. Cuối cùng, đám thượng cổ tu sĩ đánh nhau sống chết, đều đồng quy vô tận. Hơn nữa, không gian rối loạn, do cổ trận cấm chế tồn tại nên làm cho sát khí trong chiến trường của cổ tu sĩ tụ lại không tán, chuyện ma cốc lập tức trở thành một chỗ kỳ hung. Nhiều năm trước đây, không biết có bao nhiêu tu sĩ tự cho thần thông hơn người, bởi vì tham lam công pháp bảo vật bên trong, đều đi vào tầm bảo, kết quả không có người nào sống sót đi ra. Ngày qua ngày, tu sĩ cao cấp táng thân tại cốc này, không có một ngàn cũng có tám trăm. Các loại pháp bảo tùy thân của bọn họ, cũng đồng dạng lạc trong cốc. Đến gần vạn năm qua, cũng không có người nào lòng mang hy vọng đến tìm vận khí, khiến cho trụy ma cốc trở thành nơi đệ nhất hung ác tại thiên nam. Kết quả, toàn bộ tu sĩ thiên nam đều biết bảo vật tại trụy ma cốc đông đảo, nhưng cũng chỉ có thể chừng mắt nuốt nước miếng mà thôi, không có người nào tự đi tìm chết. Bất quá, xem ra canh tinh này không phải người bình thường có thể biết đến, cho nên mỗi tu sĩ trong sân đều nhìn Hàn Lập, nhưng không có người nào truyền âm. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng, không xuất ra bảo vật tốt hơn, chính là vì biết không có khả năng mới một lần tham gia liền có thể có được bảo vật trong tay. Cho nên vì để không lộ thứ chân quý ra ngoài, mới xuất ra yêu đan cùng linh thảo giá trị thấp. Nhưng nhiều tu sĩ nguyên anh tại nơi này như vậy, ngay cả tin tức liên quan cũng không có, quả thực làm cho hắn có chút chán nản. Hắn than thở một tiếng, ánh mắt đảo qua tu sĩ bốn phía, chân mày lơ đảng vừa nhíu, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc. Bất quá, người cũng không có trần chờ liền ngồi xuống. Một vị tu sĩ kế tiếp, lập tức móc ra một tài liệu luyện khí màu đen, bắt đầu giới thiệu. Hàn lập không có dụng tâm nghe vị tu sĩ này nói cái gì, hai mắt nhắm lại suy nghĩ. Mới vừa rồi nếu không có nhìn lầm, khi ánh mắt đảo qua thiên tinh chân nhân, mặc dù sắc mặt đối phương vẫn như thường, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia trần chờ bị hắn thấy được. Xem ra vị thiên tinh chân nhân này, cho dù trong tay không có canh tinh, cũng có thể có tin tức của canh tinh. Hàn lập không cần suy nghĩ, trong lòng liền lập tức phán đoán. Bất quá, hắn cũng là một người tâm tính trầm ổn, cũng không có lập tức truyền âm hỏi liền, mà ra vẻ không biết gì ngồi xuống. Hắn tự tin, chỉ cần có điểm đầu mối này, trung quy sẽ có biện pháp biết được tin tức mình cần từ trong miệng đối phương chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, qua nửa ngày, rốt cục vị tu sĩ cuối cùng cũng trao đổi hết vật mình cần. Lúc này thiên tinh chân nhân mới một lần nữa đi tới vị trí trung tâm, vừa cười vừa nói. Xem ra đại bộ phận chư vị đạo hiếu cũng đã đổi được vật mình cần, không đổi được cũng không có sao, hiện tại đạo hiếu Nguyên Anh đi tới Điền Thiên Thành bất quá chỉ có 10 người mà thôi. Sau này có khi lại có cơ hội, người khác không nói, nhưng thiên tinh ta còn có thể tái cử hành trao đổi hội một lần nữa với quy mộ lớn hơn, hy vọng chư vị đạo hữu tiếp tục tham gia. Bất quá, trước đó ta cũng có vài món đồ vật, muốn cùng mọi người trao đổi. Lão đạo nói xong, lúc này bạch quang trên hai tay không ngừng lóe ra, trong nháy mắt từ trong túi chữ vật xuất ra bảy tám dạng đồ vật đặt trước bàn. Khi những tu sĩ khác thấy rõ vật phẩm trên bàn, liền không khỏi kinh ngạc. Hàn lập sau khi thấy rõ mấy thứ này, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên bàn dĩ nhiên là bảy tám cái khôi lỗi thú lớn nhỏ không đồng nhất, có thanh mãng, có hồng nghiêu mặc dù mấy thứ này nhìn như vật chết nhưng lại tản ra linh khí kinh người hơn xa cử vượn trong túi chữ vật của hàn lập bộ dáng thoạt nhìn có trình độ kết đan sơ kỳ nhưng cũng không phải là loại khôi lỗi mà trong chân kinh ghi lại điều này làm cho hàn lập kinh nghi bất định chẳng lẽ người này cũng là tu sĩ thiên trúc giáo bất quá không phải thiên trúc giáo không có tu sĩ nguyên anh sao hay người này luyện chính là một loại khôi lỗi thuật khác hàn lập tâm niệm vừa động không khỏi ngưng nhìn đám khôi lỗi này một lần nữa hy vọng nhìn ra chỗ bất đồng nhưng không chờ Hàn Lập nhìn ra cái gì khác thường, tên mập mạp hợp hoan tông phía đối diện đã cười hì hì mở miệng nói. Di, thiên tinh đạo hiếu, người khi nào lại tu luyện khôi lỗi thuật? Chẳng lẽ tinh quang công mà lúc đầu tu luyện định buông tha sao? Nếu nói như vậy, lão cúc ta thật đúng là phi thường bội phục. Cúc huynh nói đùa, ta một thân xương cốt già cả, sao còn có thể cải tu công pháp? Vài con khôi lỗi này, trước đó không lâu đều là do bần đạo cùng mấy vị đạo hữu tại một chỗ cổ di chỉ tìm được hôm nay thật xấu hổ, bần đạo chỉ có thể sử dụng nó đối lại vài thứ. Thứ này mặc dù đối với chúng ta mà nói, uy lực không tính là lớn. Nhưng tại một số trường hợp đặc thù, lại rất có hiệu dụng thiên tinh chân nhân mỉm cười trả lời. chương 678, Hồn Thạch, ô, ta đối với mấy khôi lỗi này cảm thấy có chút hứng thú, đưa cho đám đồ đệ để bảo vệ tính mạng cũng không tệ. Không biết thiên tinh chân nhân định đổi lấy cái gì, một tu sĩ nhìn tuổi như không nhỏ, tay vuốt tròm dâu dài mở miệng. Ha ha, thứ bần đạo muốn đổi tựa hồ cũng hiếm thấy, ở thời kỳ thượng cổ gọi là hồn thạch gì đó. Một khối hồn thạch đổi lấy một khôi lỗi thú, đám khôi lỗi này đều là do đích thân thượng của tu sĩ chế tạo, phỏng trưng tại giới này không có khối lỗi cấp cao khác thiên tinh chân nhân bình thản nói. Hồn thạch, vừa nghe cái tên rất xa lạ này, đám tu sĩ ngồi đây cũng lộ vẻ nghi hoặc. Thứ này bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua, thật sự rất lạ lắm. Thiên tinh chân nhân thấy vậy, tựa hồ đã sớm đoán trước, nắm tay hướng túi chữ vật lấy ra một viên tinh thạch màu xanh ngọc cỡ ngón tay cái vừa nhìn thấy thứ này có chút giống với tinh thạch mộc thuộc tính nhưng dưới thần thức đảo qua của mọi người liền phát hiện linh khí mà tinh thạch này phát ra không phải là thuộc tính mộc quen thuộc mà là một loại ba động cực kỳ âm hàn khó hiểu có lẽ trong tay vài đồng đạo có vật ấy nhưng vẫn chưa nhận ra chỗ này bần đạo có một khối chư vị đạo hữu hãy nhìn một chút tay lão đạo đưa tinh thạch ra chậm rãi nói tiếp ồ có điều cổ quái có chút giống âm hồn lực nhưng lại tinh thuần hơn nhiều. Một gã tu sĩ mà đạo cả người đầy hắc khí, kinh ngạc hỏi. Bần đạo cũng không biết trong tinh thạch này ẩn chứa cái gì, nhưng quyết không phải là hồn khí. Nếu không, tại hạ sao lại dùng khôi lỗi này để lấy một hòn đá thiên tinh chân nhân cũng rất thẳng thắn, trả lời trực tiếp. Ồ, oh, điều này cũng đúng tên tu sĩ mà đạo kia cũng thức thời không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng khi Hàn Lập thấy tinh thạch này, sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nếu hắn không nhìn lầm, Hồn thạch này rõ ràng là âm minh thú tinh mà hắn lấy được từ chỗ âm minh. Đương nhiên loại thú tinh này cũng chỉ là cách gọi của người ở đó mà thôi, xem ra trong đám cổ tu sĩ thì được gọi là hồn thạch. Vị thiên tinh chân nhân này chẳng những xuất ra nhiều khôi lỗi, đồng thời muốn thu thập thật nhiều hồn thạch, liên tưởng đến lúc đầu đám khôi lỗi trong hư thiên điện đều có ngậm hồn thạch, xem ra người này. Hàn Lập có chút đăm chiêu nghĩ tới điều gì, bất quá hồn thạch này hiển nhiên có cực ít người biết đến, qua một hồi lâu chỉ có một gã tu sĩ trần chờ xuất ra một khối, tiến lên đổi lấy một con khôi lỗi thú. Thiên tinh chân nhân sau khi hỏi thêm vài tiếng, thấy không ai trả lời, mặc dù đã sớm dự đoán trước, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút thất vọng. Khi hắn muốn đem đám khôi lỗi thú còn lại thu hồi, thì lại có một người đứng lên đi tới. Điều này làm cho tinh thần lão đạo rung lên, có chút kinh hỉ nhìn người đang tới hỏi. Vị đạo hữu này, người cũng có hồn thạch, người tiến đến chính là Hàn Lập sau khi trong lòng đã quyết định, Hắn không nói gì bàn tay vừa lộn, một quả tinh thạch xanh biếc trong tay hiện ra. Bất quá khối tinh thạch này lớn cỡ một quả trứng gà, mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy được khí âm hàn tán ra từ tinh thạch. Nhìn là biết ngay đây không phải là loại tinh thạch của lão đạo có thể sánh bằng. Thiên tinh chân nhân đầu tiên là Cả Kinh, sau đó trong lòng lập tức mừng như điên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nói: "Miếng hồn thạch này của đạo hữu to như thế, thật sự là hiếm thấy." Như vậy đi, trong đám khôi lỗi này đạo hữu có thể chọn bất kỳ hai con lấy đi bần đạo cùng không để đạo hữu lỗ hai cái hàn lập nghe vậy khẽ cười lắc đấu như thế nào đạo hữu thấy ít không biết là định đổi lấy mấy cái thiên tinh chân nhân cũng không tức giận hòa nhã hỏi miếng hồn thạch này đổi lấy toàn bộ đám khôi lỗi còn lại của đạo hữu như thế nào hàn lập bình tĩnh nói đổi lấy sáu cái đạo hữu không cảm thấy mình rất tham sao lão đạo nghe vậy liền ngẩn ra có chút bất mãn nói hắc hắc tham hay không tham chân nhân hẳn là rất rõ ràng hồn thạch này không phải xem lớn nhỏ hơn bao nhiêu mà so sánh được huống hồ lại lớn như thế đối với chân nhân mà nói chính là hàn lập nhìn chằm chằm thiên tinh chân nhân lời nói đột nhiên đình chỉ thiên tinh chân nhân vừa nghe xong sắc mặt khẽ biến nhìn hàn lập đánh giá thật sâu im lặng trong chốc lát rồi nói được rồi hồn thạch lớn như thế đích xác hiếm thấy ta vừa lại có nhu cầu cấp bách vậy trao đổi như đạo hữu vừa nói đi Nghe được lão đạo nói như thế, đám tu sĩ khác trong lầu các liền một trận kinh ngạc, không khỏi nhìn chăm chú tinh thạch cỡ quả trứng gà trong tay hàn lập. Có thể đổi lấy đám khôi lỗi chân quý này, giá trị bỏ ra cần phải bao nhiêu mới đủ. Thần sắc hàn lập không hoảng, trực tiếp đem tinh thạch đưa qua, sau đó cúi đầu, tay áo hướng trên bàn phất một cái, sáu con khôi lỗi liền không thấy bóng dáng. Bất quá đám tu sĩ không chú ý tới, trong nháy mắt lúc hàn lập cúi đầu, môi khẽ nhúc nhích vài cái tinh quang trong mắt thiên tinh chân nhân bùng lên, một tia kinh hãi từ trên mặt hiện lên, lúc này, Hàn Lập cũng đã mang theo khôi lỗi trở về vị trí. Tiếp theo thiên tinh chân nhân tuyên bố trao đổi hội chấm dứt. Nhiều tu sĩ đếu xuống lầu rời đi, ba người Hàn Lập trong tinh long các cũng rời khỏi. Khi ba người ra khỏi lầu các, cũng không có nói gì, đợi khi đi qua hai ngã tư đường, cách xa lầu các một chút, hỏa long đồng tử mới mở miệng nói. Hai vị đạo hiếu, ta có một ước hẹn khác, sẽ không cùng đi với hai vị. Lam Huynh trong người có việc, xin cứ tùy tiện, chỗ ta cũng không xa, có cơ hội sẽ gặp lại Lữ Lạc mỉm cười nói. Ừm, vậy Lam Mỗ xin cáo từ, Hỏa Long đồng tử cũng không khách khí, sau khi nói vài tiếng với Hàn Lập, liền hướng một nơi khác rời đi. Vị đạo hữu Hỏa Long này thật đúng là một người đặc biệt. Hàn Lập nhìn bóng lưng đồng tử xa xa, đột nhiên cười nói. Bởi vì khi còn nhỏ Lam đạo hữu đã ăn nhầm một gốc dị thảo, cho nên thân hình vẫn luôn duy trì bộ dáng đồng tử nhưng con người hào sảng ngay thẳng có thể kết giao tin tưởng hắn cũng là trưởng lão cổ kiếm môn duy nhất thân quen với lạc vân tông chúng ta hàn lập nghe vậy lông nghi cao lại trong lòng lại thầm nghĩ nghe ý tứ này vậy các trưởng lão còn lại của cổ kiếm môn đối với lạc vân tông cũng không có thân thiện gì lắm đúng rồi kế tiếp hàn sư đệ có tính toán gì không bây giờ quay về nghỉ ngơi hay là lại đi dạo chơi ở địa phương khác lúc này lữ lạc nhìn bốn phía một chút sau đó lại hỏi Ta muốn mua một ít tài liệu đặc thù, định đi mấy chỗ phường thị xung quanh xem một chút. Có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng, Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, liền nói thẳng. Vừa lúc ta cũng muốn đi phòng đấu giá kiếm vài thứ. Vậy tạm thời ta cùng Hàn sư đệ tách ra lữ lạc nghe Hàn Lập ý tứ muốn hành động một mình, cũng không phản đối liền đồng ý. Do đó, Hàn Lập cùng Lữ Lạc chia tay tại chỗ, tự mình hành động. Mấy phường thị tại thành Niên Thiên rất lớn lớn hơn so với phường thị của ba phái tại Vân Mộng Sơn không biết bao nhiêu lần. Hàn Lập đi tới một phường thị tại phía tây của thành Điền Thiên, hướng hai bên cửa hàng không ngừng đánh giá. Hàn Lập nói với Lữ Lạc là đi mua sắm tài liệu, cũng không phải là giả. Hắc Đích Sắc có ý định mua sắm một ít tài liệu chế phủ hiếm thấy, chuẩn bị chế ra một ít phù lục cao cấp. Mặc dù năm đó hắn có được rất nhiều gia linh thú cùng máu huyết, nhưng luyện chế loại giấy phù cao cấp cùng loại mực cao cấp, dĩ nhiên còn cần một ít nguyên liệu phụ trợ khác mới được điều này cũng vì hàng linh phù mà hắn muốn luyện chế sau này nên định chuẩn bị thật sớm từ trước tranh thủ đem chế phù thuật của mình đề cao thêm một cảnh giới mặc dù còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua hàng linh phù nhưng uy lực của hàng ly anh phù dựa theo lời trên cốt phiến thì thật sự không nhỏ đủ để trong thời điểm mấu chốt có thể cứu hắn một mạng hàn lập tự nhiên không dễ dàng bỏ qua bất quá khó khăn khi luyện chế phù này cũng không phải khó khăn bình thường chính là loại ngũ hành phù rất khác thường do đó vì để đề cao xác suất thành công, hắn ngoại trừ tăng lên một chút năng lực chế phù, cũng cần phải đổi một cây bút chế phù thật tốt. Bút chế phù ban đầu đã sớm không thích hợp, đáng tiếc chính là tài liệu chế phù có thể mua dễ dàng, nhưng bút chế phù lại thật sự không dễ dàng có được. Hai cửa hàng phường thị phía trước cũng có mấy gian bán ra bút chế phù, thậm chí trong đó còn có bút chế phù đỉnh cấp hiếm thấy. Nhưng Hàn Lập sau khi xem một lúc, cũng chỉ lắc đầu rời đi bút chế phù này có lẽ đủ dùng để chế tạo phù lục cao cấp nhưng nếu dùng để chế ra loại mật phù như hàng linh phù dĩ nhiên cũng không đủ bút chế phù là dùng một loại linh khí mà chỉ có chế phù sư mới có thể sử dụng cũng không thường gặp đa số là hạ phẩm hoặc trung phẩm bởi vì đối với một vị chế phù sư mà nói nếu pháp lực không đủ lại cường hành sử dụng bút chế phù cao cấp không những không thể đề cao hiệu suất chế phù ngược lại còn gia tăng tỷ lệ thất bại mà chế phù sư bởi vì phân tâm tu luyện chế phù thuật tu vi cũng không cao, thậm chí 89 phần là ở trúc cơ kỳ. Chế phù sư có thể kết đan, cả tu tiên giới tại thiên nam cũng chỉ có mấy người mà thôi. Về phần chế phù sư Nguyên Anh Kỳ, theo như Hàn Lập biết thì không có loại gia hỏa biến thái này. Đa số sau khi tu vi tiến đến Nguyên Anh Kỳ, thì chỉ có một ít người là kiêm tu chế phù thuật mà thôi, cũng không phải là chuyên môn chế phù. Mà chế phù thuật của mấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này cũng sai lệch quá nhiều trên cơ bản là chuyên môn tu luyện một hai loại phù lục cao cấp hữu dụng cho chính mình. Nhưng bởi vì ra cùng máu huyết của linh thú cao cấp rất thưa thớt, hiển nhiên cũng không cách nào luyện tập nhiều được, do đó xác suất thành công nhiều ít cũng có thể đoán được. Điều này khiến cho phù lục cao cấp, so với đỉnh cấp pháp khí tại tu tiên giới có khi còn muốn quý hơn 3 phần. chương 679 Tàn Phù, ngũ hành pháp thuật phù trong phù lục cao cấp cũng vậy, uy lực của đại bộ phận pháp thuật cao cấp còn không bằng uy lực cường đại của việc sử dụng pháp bảo, Tu sĩ sau khi kết đan, trên cơ bản đều đã buông tha cho việc tiếp tục tu luyện ngũ hành pháp thuật. Bất quá, đây cũng không phải nói pháp thuật cao cấp không có một điểm hữu dụng. Theo Hàn Lập biết, có không ít pháp thuật ngũ hành uy lực cường đại, chỉ cần thi triển ra, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám cường ngạnh ngăn cản. Nhưng những pháp thuật này tu luyện rất khó khăn, chính là lĩnh ngộ quán thông, thi triển cũng rất đầy phiền toái. Hao phí điểm thời gian này, chỉ bằng trực tiếp dùng pháp bảo công kích Bất quá Hàn Lập mơ hồ nghe tu sĩ khác nói rằng, Pháp sĩ Mạc Lan tựa hồ đã đột phá cực hạn này. Nghiên cứu ra không ít thứ có thể trong nháy mắt thi triển ra đại uy lực. Khiến cho Pháp sĩ cấp thấp không cần dùng pháp khí, cũng có thể đánh với tu sĩ bình thường mà không rơi xuống hạ phong. Mà Pháp sĩ cao cấp có thể tại linh thuật phối hợp với sử dụng pháp bảo, càng như hổ thêm cánh, không hề nghi ngờ là có thể dễ dàng thắng tu sĩ cùng cấp. Lúc này làm cho một số thế lực lớn ở thiên nam liên thủ đối kháng với người Mạc Lan, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, không cách nào chính thức ảnh hưởng được đối phương. Hàn lập từ sau khi ngưng tụ thành Nguyên Anh liền bắt đầu khôn khéo nghiên cứu vài loại pháp thuật cao cấp thô thiển, rốt cục cũng có thể lĩnh ngộ được ba bốn loại, đương nhiên tốc độ thi triển vô cùng thê thảm. Tin tưởng rằng muốn sử dụng mấy pháp thuật này trong đấu pháp, trừ khi có một màn phòng thủ mà địch nhân không thể phá vỡ, nếu không chưa đợi hắn làm phép được một nữa cũng sớm bị tu sĩ cùng cấp tiêu diệt bảy tám lần. Bất quá khi đối địch sử dụng pháp bảo phối hợp với phù lục cao cấp thật đúng là vô cùng lợi hại nếu như có thể thi triển giống như phù lục cấp thấp một hơi ném ra hai ba mươi cái phù lục công kích đừng nói là tu sĩ cung cấp ngay cả tu sĩ nguyên anh khi gặp phải cũng chỉ có thể lập tức chạy trôi chết dù sao cái này cũng tương đương với bị mười mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ công kích cho dù là pháp bảo hộ thân có nghịch thiên đi nữa chỉ cần tu vi cực hạn vẫn là nguyên anh kỳ thì cũng tuyệt không thể đón đỡ được nhưng loại công kích này ngẫm lại một lần công kích như thế liền tiêu hao mấy vạn linh thạch, cho dù là ai cũng không dám xa xỉ như thế. Huống hồ giá cả của cao cấp phù lục tại tu tiên giới cũng rất khó nói, hầu hết phù lục có tính chất phụ trợ là chiếm đa số. Hàn lập một bên tự đánh giá, một bên không ngừng hướng pháp khí điếm cùng tạp hóa điếm hai bên nhìn lại, cũng chỉ có những cửa hàng khổng lồ mới có thể bán ra bút chế phù đỉnh cấp. Những tiểu điếm nhỏ hơn cũng không cần tới hỏi, 89 phần là không có loại pháp khí này, chứ đừng nói đến đỉnh cấp. Có lẽ cá biệt trong một vài tiểu điếm thật có thế giấu cái chân phẩm gì đó, nhưng Hàn Lập cũng không nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm. Bằng không với nhiều tiểu điếm tại thành điền thiên như vậy, không có thời gian 10 ngày, sẽ không có khả năng một lần xem hết toàn bộ. Trên phố ngoại trừ Hàn Lập, cũng có các tu sĩ khác ra ra vào vào cửa hàng hai bên đường, đang mua bán thứ gì đó với nhiều thần thái khác nhau. Trong đó phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngẫu nhiên cũng có một ít bộ phận tu sĩ kết đan xuất hiện. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ, ngoại trừ tu sĩ của thành điền thiên, còn tu sĩ từ bên ngoài đã ít lại càng ít. Hàn lập lần nữa đem tu vi che giấu tới kết đan trung kỳ. Cho nên dù trên đường gặp phải rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng chỉ là bị tu sĩ trúc cơ kỳ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lại mà thôi. Về phần tu sĩ kết đan, chỉ là đảo mắt qua. Do đó, Hàn lập cũng không có khiến cho quá nhiều người để ý, tự mình lại chậm rãi đi dạo xung quanh một cửa hàng khổng lồ. Một lần nữa Hàn Lập lại thất vọng đi ra, thời gian một ngày bất chi bất giác đã qua hơn phân nữa. Nhìn bầu trời đã có chút biến thành màu đen, trong các cửa hàng cũng bắt đầu phát khởi nguyệt quang thạch để thắp sáng. Hàn Lập có chút do dự, hắn đang suy nghĩ có nên hay không trở về chỗ ở, hay là lại xem tiếp hai nhà nữa rồi trở về. Nhưng đúng lúc này, một trận ồn ào cách nơi đó không xa vang đến, phảng phất như là có cái gì tranh chấp, một ít tu sĩ xung quanh tò mò đi tới. Hàn Lập nhướng mày, hai tay lúc này chắp sau lưng, Mặt không chút thay đổi quay người lại, định quay về chỗ ở. Nhưng hắn chưa đi được hai bước, liền có một lời nói ác thanh phi thường lớn tiếng truyền đến. "Như thế nào, tu sĩ Lạc Vân tông các ngươi cũng vô lại như vậy sao? Đã phá hư đồ vật, không chịu bồi thường đã muốn đi." "Không phải không bồi, chính là tại hạ vừa mới mua đồ vật khác, trên người thật không có nhiều linh thạch như vậy. Mà đây chỉ là Hỏa Vân phù sơ cấp trung giai, như thế nào loại đòi 300 linh thạch? Nhiều lắm cũng chỉ là hơn 100 linh thạch." Huống hồ không phải ta đã đem lệnh bài của bổn môn để ở chỗ này sao, đợi ta trở lại khách điếm sẽ hướng đồng môn khác mượn chút linh thạch rồi trở lại thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ khác, cũng có chút tức giận lớn tiếng phản bác. Thân ảnh Hàn Lập vừa đi hai bước liền sững lại, thanh âm nam tử này như thế nào lại có chút quen tai, hình như là người hắn từng quen biết tại Lạc Vân Tông. Hàn Lập sờ sờ cầm, sau khi suy nghĩ, liền xoay người lại hướng chỗ cửa hàng đang ồn ào đi đến. Mặc kệ là ai, nhìn xem một chút rồi nói dù sao thân hắn bây giờ là một trong tam đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, thật sự không thể ra vẻ không liên quan. Một lát sau, Hàn Lập từ xa chứng kiến, trước một tiệm tạp hóa nhỏ có hơn 10 tu sĩ vây xem, bên trong giường như có mấy tu sĩ đang giằng co. Trong có là một người mặc áo đen anh Tuấn, vẻ mặt giận dữ, đúng là tại thí kiếm đại hội đã gặp qua, chính là Hỏa Vân Phong Tôn Hỏa. Ngắn ngủn 10 năm không gặp, vị thanh niên tên Tôn Hỏa này, khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa, bất quá tu vi tinh tiến không ít, mà ở đối diện hắn, chính là ba tên tu sĩ bản địa vẻ mặt bất thiện nhìn bộ dáng tựa hồ là trưởng quỹ và tiểu nhị của cửa hàng này. Lúc này một gã tu sĩ trong đó trông có vẻ như là trưởng quầy, hai mắt trừng hướng tôn hỏa nói. Một khối lệnh bài không đáng giá, ta giữ nó có ích lợi gì? Vạn nhất ngươi không cần lệnh bài này, sau khi trở về lập tức phản hồi Lạc Vân Tông, chẳng lẽ ta phải ngàn dặm đuổi tới khê quốc? Hãy bớt xàm ngôn đi, nếu không có linh thạch, vậy đem thứ gì đó trong túi chữ vật lấy ra, để lại cho ta. Về phần Hỏa Vân phù này, ngươi cho rằng giống như là một loại trung cấp phù lục sao? Nó chính là tác phẩm của Điền Thiên Thành chế phù đại sư. Há có thể so sánh như với Hỏa Vân phù khác, lấy của ngươi 300 linh thạch là đã tiện nghi cho ngươi. Chẳng lẽ tu sĩ Lạc Vân tông đều là quỷ đói? Nói xong lời này, tên trưởng quỷ liếc mắt một cái với tên tiểu nhị đang đứng một bên, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc, tựa như là rất thiệt thòi. Tốt, đồ vật là của các ngươi, các ngươi muốn nói như thế nào thì nói như thế ấy hỏa vân phù bình thường, các người cũng có thể nói thành là do chế phù đại sư luyện chế ra tôn hỏa vừa nghe vậy, liền nổi giận cười rộ lên. Như thế nào, có phải là đại sư luyện chế phù hay không, người có thể phân biệt. Thật ra là người không muốn bồi thường tổn thất của bổn điếm. Nếu đã như vậy đừng trách ta không thể không thông chi cho chấp pháp sử trưởng quỷ cười lạnh một tiếng, không khách khí uy hiếp. Tôn hỏa nghe vậy, mặt liền đỏ lên, chấp pháp sử cửu quốc minh đến, thiện vị người nào, không cần hỏi hắn cũng biết. Huống hồ chuyện này, thật đúng là không bẩn thỉu Xem ra lần này thật sự là không ổn. Sắc mặt âm tình hồi lâu, tôn hỏa dậm chân, đột nhiên hướng túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời một tá các phù lục nhiều màu xuất hiện trên tay, đa số đều là phù lục cấp thấp. Mặc dù mấy phù lục này cấp bậc không cao, nhưng cũng đáng giá hai ba trăm linh thạch tôn hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng quỹ nghe vậy, chậm rãi nói, này cũng không sai biệt lắm, sau đó tay định thu lấy, ồ, cái này không được, không chờ trưởng quý đem phù lục bắt lấy ánh mắt tôn hỏa hướng đám phù lục trong tay đảo qua sắc mặt đột nhiên biến thu tay lại lập tức từ trong đám phù lấy ra một cái phù lục màu vàng đã bị tàn phá gần một nửa giữ lại hư chỉ là một là bùa bị hư hao như vậy sao lại khẩn trương lạc vân tông các người thật đúng là nghèo đói trưởng quỹ nọ sau một lúc sướng sốt mặt lộ vẻ châm chọc nói sau đó bàn tay một lần nữa đưa về phía trước muốn lấy đám phù kia nhưng ngay lúc này một bóng người chợt lóe lên trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người tiến đến cạnh hai người họ, đem phù lục này giữ lại. Tôn Hỏa cũng bị giật mình, tên trưởng quý kia lại càng kinh sợ lui về phía sau vài bước, kêu lên. Là ai, muốn làm cái gì? Không việc gì, chỉ là nghe các hạ nhiều lần nói Lạc Vân Tông chúng ta thế này thế nọ, các hạ có thể lập lại cho hàn mỗi lần nữa xem. Tu sĩ đi tới này, mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói. Vừa mới nói xong, một cổ khí thế kinh người từ trên người hắn thả ra, linh áp thật lớn đè xuống, nhất thời làm cho thần sắc tu sĩ xung quanh không khỏi đại biến lùi lại mấy bước. Có chút tu sĩ tu vi kém cỏi liền cảm thấy như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp nữa quỳ trên mặt đất. Hai gã tu sĩ kết đan vừa mới đi ngang qua thì tốt hơn một chút, thân hình dao động một chút, sau đó một người trong đó sắc mặt kinh hoàng thất thanh nói. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tiền bối, người, chương 680, thệ ngôn giữ tuyển trạch, hàn lập nghiêng đầu, lạnh lùng hướng hai gã tu sĩ kết đan liếc mắt một cái, lập tức đem lời nói chưa hoàn thành của người nọ nuốt trở lại trong bụng bọn họ là hai gã tu sĩ trung niên xa lạ hàn lập cũng không nhận ra cũng không biết là tu sĩ phái nào lúc này trưởng quỹ cùng hai gã tiểu nhị của cửa hàng đứng trước mặt hàn lập dưới linh áp gần trong gang tấc không cách nào nhúc nhích mảy may vẻ mặt bọn họ hoảng sợ khi vừa nghe hàn lập là tu sĩ nguyên anh kỳ hồn phách liền bị hù dọa bay lên trời vội vàng mở miệng nghĩ muốn cầu xin tha thứ nhưng trọng lực trên người ba người tựa như thái sơn ngay cả hô hấp cũng không được sao còn có thể mở miệng mà nói được tu sĩ bốn phía mặt mỗi người cũng không còn chút máu tu sĩ có chút nhát gan sợ hãi sớm lặng lẽ rút đi tôn hỏa đứng ở phía sau hàn lập bởi vì được hàn lập đặc thù chiếu cố ngoại trừ cũng bị buộc phải lùi lại mấy bước cũng không có bất cứ cái gì khác thường bất quá sau khi hắn nhận ra hàn lập liền lập tức tiến lên hành đại lễ cung kính nói đệ tử tôn hỏa tham kiến hàn sư tổ hàn lập không hề để ý tới ba người trước mặt Quay người lại, ánh mắt hướng phù lục chỉ có một nửa trong tay Tôn Hỏa liếc một cái, mới gật đầu nói. Xem ra không cần ta nhiều lời, người cũng biết thân phận của ta bây giờ. Đệ tử ngày đó không biết chân thân của sư tổ, đã nói nhiều lời cuồng vọng như vậy, mong sư tổ thứ tội. Tôn Hỏa nhớ lại tình hình tại thánh địa bất kính với Hàn Lập, trong lòng cảm thấy bất an, trong miệng thành thật thỉnh tội. Ngày đó ta còn chưa trở thành trưởng lão của bổn Tông, tự nhiên sẽ không trách cưng ngươi. Phù lục trong tay ngươi hình như cùng ta có chút quan hệ hàn lập nhìn chầm chầm tôn hỏa, chậm rãi nói. Tàn phu, chẳng lẽ sư tổ chính là, tôn hỏa ngẩn người, mừng rỡ định nói cái gì, nhưng xa xa có một đạo ngân hồng từ khoảng không bay tới. Việc này nói sau hàn lập khoát tay chặn lại lời nói của tôn hỏa. Hai mắt nhìn về độn quang phía xa, tu sĩ có thể tại thành điền thiên bay độn không ảnh hưởng, tự nhiên chỉ có chấp pháp sử cửu quốc minh. Bọn họ chuyên môn phụ trách trật tự giao dịch của cả thành điền thiên. Tôn Hỏa hiển nhiên không dám nói tiếp, thành thật đứng tại chỗ. Nhưng trong lòng hắn thật sự không áp chế được hưng phấn, bất giác bàn tay nắm phù lục càng cẩn thận. Lúc này, đạo quang hoa kinh hồng nỏ tại trước người Hàn Lập nội liếm, hiện ra một kim phát lão giả. Bộ dáng có tu vi kết đan trung kỳ, trước ngực có đồ án một thanh tiểu kiếm màu vàng, đúng là dấu hiệu của chấp pháp sử. Lão giả từ xa bay vụt đến, tự nhiên là cảm ứng được Hàn Lập vừa rồi đã thả ra khí thế kinh người. Nhưng vì chức trách, cho nên dù biết rõ nơi này có tu sĩ nguyên anh kỳ đang phát huy cũng chỉ có thể kiên trì bay tới khi hắn thấy Hàn Lập đang đứng tại trên đường bất động hai tay liền ôm quyền nói vãn bối chấp pháp xử Điền Thiên Thành vô phỉ không biết tiền bối vì sao tức giận có gì phân phó vãn bối vị tu sĩ chấp pháp này đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh hiển nhiên phi thường khách khí không có gì chỉ là đi ngang qua nơi này nghe thấy chủ điểm của quý thành đối với lạc vân tông chúng ta có chút phê bình cho nên muốn cho vị đạo hữu này tại trước mặt hàn mỗ lập lại lần nữa mà thôi hàn lập chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói. Khẳng định là vị trưởng quỷ này hồ môn loạn ngữ, ba người bọn họ như thế nào có dũng khí đắc tội tiền bối. Ba người các ngươi còn không mau đến bồi tội lão giả vừa nghe hàn lập nói vậy, liền cảm thấy đau đầu, chuyện tình liện lụy đến thanh danh của tông phái như vậy, là lớn hay nhỏ, thật khó có thể nói rõ. Cho nên trước hết nói một câu ứng phó, lập tức hướng ba người trưởng quỹ khiển trách. Hàn lập đã đem linh áp thả ra, cho nên ba người cuối cùng cũng có thể run rẩy bỏ trên mặt đất đi tới. Trường Quỹ nọ nghe vậy, mặt không chút máu lập tức nói: Tiền bối, vừa rồi vãn bối mới chỉ là nói chơi mà thôi, quyết không có ý tứ vô lễ đối với quý tông. mới vừa rồi vị đạo hữu này làm hư hỏa vân phù, vãn bối tình nguyện không cần bồi thường. Xem như là bồi tội với tiền bối. Hàn lập nhướng mày, thần sắc không giảm bớt, ngược lại càng thêm âm trầm. Như thế nào, người nghĩ rằng ta đứng ở chỗ này? là muốn chiếm của ngươi tiểu tiện nghi sao trước đưa cho ta xem một chút hỏa vân phù trong hộp của ngươi có phải là phù lục do đại sư chế tạo không đã nếu là thật sự ta hiển nhiên sẽ thay mặt trong tông vì đệ tử này bồi thường linh thạch cho ngươi nhưng nếu không phải hắc hắc mặt hàn lập mang vẻ bất thiện cười lạnh nói không cần tiền bối xem hỏa vân phù này của ta chỉ là bình thường vãn bối tình nguyện nhận phạt trưởng quỹ này cũng cơ chí không chờ hàn lập lấy hộp gỗ xem xét liền trực tiếp bộc lộ nghe lời này Hàn Lập không hề nói gì, chỉ là hướng chấp pháp một bên liếc mắt một cái. Lão giả vừa thấy tình hình này, còn không biết nên làm thế nào, lúc này không người nói. Tiền bối xin yên tâm, chủ điếm này phá hư quy củ. Vãn bối sẽ phạt nặng, chắn chắn cấp cho tiền bối một cái bản giao. Đã có lời này, vậy do ngươi xử lý, ta cũng không có thời gian quản việc nhỏ này. Tôn hỏa, theo ta đi, Hàn Lập lạnh nhạt nói xong, thân hình chợt lóe, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tôn hỏa, sau đó hoàng quang chấp động. Thân hình hai người trên mặt đất bỗng biến mất không thấy. Tu sĩ xung quanh sợ hãi than một trận, thổ độn pháp thần diệu bậc này, hiển nhiên không có mấy người trong bọn họ từng thấy qua. Lão giả thấy vậy, mới thật sự yên lòng, bất quá, hắn quay đầu nhìn ba người trưởng quỷ, sắc mặt băng hàn nói: "Ba người các ngươi theo ta đi, đem chuyện tình mới vừa rồi đàng hoàng nói một lần cho ta. Chuyện này không thể chấm dứt như vậy." Trưởng quỷ nọ nghe vậy, trong tim lại đập mạnh lần nữa, nhất thời khóc lóc thảm thiết. Tại một thạch ốc tính mịch không một bóng người, thân ảnh Hàn Lập cùng Tôn Hỏa trong màn hào quang bao phủ hiện ra. Tại chỗ này, hãy đem nửa phù lục nọ lấy ra, cho ta xem một chút Hàn Lập thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Tôn Hỏa một cái, mới nói. Vâng, sư tổ, Tôn Hỏa không trần chờ, hai tay lập tức dâng lên phù lục. Tay Hàn Lập tiếp nhận phù lục, liếc mắt nhìn quét qua một cái, bàn tay không tiếng động vừa lật, lại có thêm một nửa phù lục xuất hiện. Sau đó tại ánh mắt không chấp của Tôn Hỏa, Hàn lập đem hai phiến phủ lục đến cùng nhau, chỗ hé ra hoàn toàn ăn khớp, một khe hở cũng không có. Một tia lo lắng trong lòng của tôn hỏa cũng biến mất vô ảnh vô tung, không chút do dự hướng Hàn lập cúi đầu bái một lần nữa. Tôn hỏa bái kiến chủ nhân, thân sắc Hàn lập không thay đổi, gật gật đầu, sau đó hồng quang trên tay phát ra, hai phiến phủ lục hóa thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Tôn hỏa cả kinh, nhưng lập tức liền chấn định. Hàn lập thấy vậy, đối với loại định lực này dường như cũng hài lòng xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của tôn nhị cầu bất quá trước đừng vội vàng kêu ta là chủ nhân hãy nói cho ta biết ngươi là từ tôn đời thứ mấy hàn lập thong rong hỏi tiểu nhân là huyền tôn đời thứ bảy tôn hỏa không suy nghĩ liền trả lời năm đó tôn nhị cầu thề thế hệ tôn gia nhà hắn sẽ nhận ta làm chủ nhưng năm đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù ta không có ở tại thiên nam cho nên tôn gia các ngươi chưa bao giờ chính thức làm nô phó của ta ta cũng không có đối với tôn gia các ngươi làm cái gì che chở bây giờ ngươi là hậu nhân của tôn gia cũng tiến vào tu tiên giới vậy lời thề năm đó cũng không nhất định có ý nghĩa nhưng dựa vào một điểm tình cảm đối với tổ tiên ngươi năm đó ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn một là ta trực tiếp cho ngươi một cái chỗ tốt tỉ như đan dược hoặc là một ít đồ vật pháp khí nhưng từ nay về sau ngươi và ta sẽ không liên quan không nên trông cậy sau này ta sẽ chiếu cố lựa chọn khác là ngươi vẫn nguyện ý kế thừa lời thề của tổ tiên tiếp tục nhận ta làm chủ nhân nhưng ta sẽ hạ cấm chế trên người ngươi, để cam đoan ngươi sẽ không phản bội ta. Đồng thời cũng sẽ giao cho ngươi đi làm một ít sự tình, có chút nguy hiểm cũng không chừng. Nhưng ta sẽ bồi thường, ta sẽ tận lực đề cao tu vi của ngươi, đối với tu luyện của ngươi sẽ tiến hành chỉ điểm, cũng cung cấp cho ngươi một ít chỗ tốt mà ngươi không tưởng tượng được, sẽ không bạc đãi ngươi. Phỏng chừng chỉ cần tư chất của ngươi không phải quá kém, sẽ có hy vọng kết đan khóe miệng hàn lập nhếch lên, bình tĩnh nói. Nghe những lời này, sắc mặt tôn hỏa âm tình bất định trong mắt có một tia bất định hiển nhiên lời nói này nằm ngoại dự đoán của hắn làm cho hắn nhất thời không biết phải như thế nào sau một hồi lâu một tia quyết tâm hiện lên trên mặt tôn hỏa sư tổ ta không cần phải gấp gáp trả lời vì phòng ngừa ngươi đổi ý hay là chờ sau khi hội giao dịch kết thúc quay về tông môn hãy cho ta câu trả lời rõ ràng trong khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ những lợi hại trong đó cho thật kỹ rồi trở lại động phủ tìm ta Hàn Lập lại ngoài ý muốn cắt đứt lời Tôn Hỏa, bình tĩnh nói: "Đệ tử Tuân Mệnh, đa tạ sư tổ thông cảm." Tôn Hỏa sau khi ngẫm lại, cảm thấy như vậy cũng thỏa đáng, vội vàng mở miệng đáp ứng. "Tốt, ta còn có chuyện trọng yếu khác, ngươi hãy tự thu xếp." Hàn Lập chậm rãi gật đầu, hoàng quang quanh người một lần nữa biến mất. Tôn Hỏa không có lập tức rời đi, lại cúi đầu trầm ngâm hơn nửa ngày, mới thở dài một tiếng chậm rãi thoát ly. Mà lúc này Hàn Lập đã đi đến trước chỗ lầu các của mình, ngửa đầu nhìn màn đêm buông xuống, thần sắc trên mặt hiện lệ một tia cổ quái. chương 681, Hồn Thạch và Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật Ngay khi Hàn Lập bước vào bên trong lầu các thì thấy mộ phái linh đã ngồi trong đó rồi. Khi thấy Hàn Lập bước vào, liền hướng mắt nhìn tới rồi đứng dậy, người ngọc thước tha bước tới hỏi thăm. Thấy vậy Hàn Lập liền khoát tay chặn lại nói, sau này không thấy ta ở đây thì cũng không cần chờ ta nữa trong lúc giao dịch mua bán ta không thể biết ngươi như thế nào. Nếu ngươi gặp việc gì không hay thì ta có đây một đôi tương xứng tâm linh, ngươi đeo một cái bên người. Nếu ngươi gặp việc gì quan trọng hay là nguy hiểm chỉ cần rót linh lực vào đấy thì ta sẽ có mặt ngay lập tức. Nó chẳng những tạo ra một tầng phòng hộ mà ngay cả ta khi cách xa ngàn dặm cũng cảm ứng được ngay. Nói xong lời này, Hàn Lập lấy ra từ trên người một đôi bích lam ngọc bội, rồi lấy một cái đưa cho người này. Đa tả công tử, Mộ phái linh mới đầu giật mình sau đó sắc mặt liền ửng đỏ lên. Thấp giọng cảm tạ, tiếp nhận cái ngọc bội này rồi đeo nó vào thắt lưng. Sau khi phân phó phòng ốc cho mộ phái linh xong thì Hàn Lập cũng đi lên trên lầu. Nữ nhân này nhìn bóng Hàn Lập khuất dạng rồi mới lấy cái ngọc bội ở thắt lưng ra xem với vẻ mặt mười phần hưng phấn vui vẻ. Ở trên lầu Hàn Lập tìm được một cái phòng ngủ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng sau khi nghỉ khoảng vài canh giờ Hàn Lập mở mắt ra quay đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Thì Thao tự nói một mình, xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng nên đi bái phỏng người nọ một chút. Nói xong lời này, Hàn Lập liền rời khỏi gường đi ra khỏi phòng. Hắn đi ra khỏi lầu các mà không gây ra một chút tiếng động nào cả. Nhắm hướng Thiên Thành quen thuộc mà đi tới. Không lâu sau đó, Hàn Lập xuất hiện trước một tòa kiến trúc. Nhìn lên bên trên cửa thì thấy một tấm bảng với ba chữ màu vàng lớn tinh long, các hắn sờ sờ cầm rồi hướng vào bên trong liếc mắt nhìn một cái rồi cũng không có chần chừ mà liền đi vào hoan nghênh đạo hữu quang lâm bổn các không nghĩ tới hàn đạo hữu thật là một người đúng giờ lúc này đúng vào giờ đã ước hẹn hàn lập mới tiến vào bên trong lầu các cả phòng liền sáng rực lên thiên tinh chân nhân mà hắn thấy lúc ban ngày đang ngồi trên cái bàn dài mỉm cười nhìn ra một khi là hàn mỗ đã chủ động ước hẹn với chân nhân thì làm sao mà tới trễ được chứ nhưng xem ra thì thấy chân nhân đã đợi ở đây một khoảng thời gian rồi tại hạ thật là có lỗi hàn lập bất động thanh sắc nói sau đó vung tay một cái một cổ lực lượng vô hình đem đại môn của lầu cắt nâng lên rồi nhẹ nhàng đóng lại. Thiên tinh chân nhân thấy vậy, mỉm cười rồi nói. Lúc ban ngày khi đạo hữu rời đi đã truyền âm hướng tới bần đạo nói là trong tay còn có hồn thạch. Chẳng lẽ lời ấy là giả sao? Hỏi xong câu này, ánh mắt của lão đạo khép lại, có bộ dạng dường như không quá tin tưởng vào việc này. Hàn lập không có hồi đáp mà bàn tay vươn ra vổ vào túi chữ vật một cái rồi xuất ra một viên hồn thạch giống như đã xuất ra lúc ban ngày hồn thạch này tỏa ra một màn âm khí dày đặc màu xanh lục hàn lập nhìn tới lão đạo vẫn không nói lời nào theo lời đạo hữu thì đây chính là hồn thạch không biết loại hồn thạch có phẩm chất như vậy đạo hữu có mấy viên bần đạo đồng ý dùng tất cả các loại linh thạch tài liệu hiện có để đổi đạo hữu cứ việc nói đi thiên tinh chân nhân vừa thấy hàn lập còn có hồn thạch tốt như vậy trên mặt vội hiện ra một tia kích động có chút nôn nóng nói thiên tinh đạo hữu không cần nóng vội như thế tại hạ lần này xuất ra hồn thạch tự nhiên là muốn cùng đạo giao dịch nhưng tại hạ còn có vài vấn đề muốn hỏi thêm đạo hữu cho rõ ràng nếu như hàn mỗ cảm thấy hài lòng thì sẽ đưa hồn thạch này cho đạo hữu hàn lập không chút vội vàng nói ra rồi ném viên hồn thạch này tới cho đối phương mặt không chút thay đổi thiên tinh chân nhân có được một viên hồn thạch này thì thấy thật là ngoài ý muốn sau khi xem xét kỹ vẻ mặt liền kinh hoàng lên im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói đạo hữu ra tay thật là hào phóng Xem ra vấn đề cần hỏi quả thật không đơn giản, nhưng mà nếu có thể trả lời được thì bần đạo tuyệt đối sẽ làm cho đạo hữu vừa lòng thiên tinh chân nhân nói xong lời này liền đem hồn thạch cất vào túi. Trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường nói, một khi chân nhân đã nói thế thì hàn mỗ cũng không khách khí. Không biết đạo hữu có biết tin tức gì về canh tinh hay không nữa. Tại hạ còn nhớ lúc ở đại hội giao dịch sau khi nghe tại hạ nói đến việc cần đổi lấy canh tinh thì thần sắc của chân nhân có chút dị thường, vậy hẳn là có biết chút ít về nó rồi Hàn Lập không chút khách, liền đi thẳng vào vấn đề. Không sai, về canh tinh thì bần đạo có biết một chút tin tức, nhưng không biết nó có xác thực hay không. Cho nên ở trên đại hội cũng không dám nói ra, nếu như Hàn Đạo Hiếu thực sự muốn thì bần đạo tự nhiên sẽ nói thiên tinh chân nhân trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại chậm rãi trả lời. Cho dù tin tức không đúng, nhưng tại hạ cũng muốn nghe qua một chút chân nhân cứ việc nói ra đi dường như trong lòng hàn lập đã biết trước việc này nên trên mặt vui vẻ tươi cười nói thật ra nếu ta không nói ra thì vài ngày nữa đạo hữu cũng biết được này theo thông tin ta có được từ một vị chủ trì đấu giá thì trong lúc đấu giá có thể có một khối canh tinh xuất hiện nhưng mà theo như lời nói thì vị chủ nhân của khối canh tinh muốn dùng nó để đổi lấy đồ vật khác cho nên hắn không chịu đem ra đấu giá ngay vì vậy việc này có chút không rõ ràng nhưng nếu như khối canh tinh này đem ra đấu giá thì các môn phái kiếm tu dù cho tán ra bại sản cũng quyết mua cho bằng được nó. Vì vậy đối việc này thì đạo hữu cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào nó thiên tinh chân nhân nói. Một cây xích tinh trị đô 3.000 năm muốn bán cũng phải vào khoảng 10 vạn linh thạch. Còn canh tinh là loại ngàn năm khó gặp thì tự nhiên giá nó cũng phải rất cao không thể tưởng tượng được. Vì vậy nếu cho có đem đi bán đấu giá thì mình cũng chưa chắc có được nó sắc mặt hàn có chút ngượng cười nói ra hắn cũng tự biết mình đây tiền tài không ít nhưng nếu so với cả tông môn người ta thì thật còn thua xa hàn lập cười khổ nói xong những lời này rồi sau khi bình tĩnh ổn định lại nói bất kể như thế nào ta cũng đa tạ thiên tinh cho biết việc này hàn mỗ đây cũng có chút linh thạch vì vậy mong muốn chân nhân cho biết chủ nhân của nó là ai được không tại hạ cũng muốn đến bái phỏng một chút cụ thể là ai thì ta đây cũng không rõ lắm chỉ biết đó là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ của cửu quốc minh hiện đang ở tại một ngọn núi nhỏ phía tây đạo hữu có thể tự mình tìm đến đó nó cũng không khó tìm lắm đâu lão đạo vừa vuốt sâu vừa cười cười nói. Đa tạ chân nhân đã chỉ điểm, ngoài việc canh tinh này ra, hàn mỗ còn có việc muốn hỏi thăm một chút việc có liên hệ với hồn thạch. Hy vọng được thiên tinh đạo huynh chỉ giáo đôi điều sau khi gật gật đầu, trên mặt hàn lập bổng lộ ra một tia thần bí hỏi. Đạo hữu nói lời này ra là có ý gì, ta có chút không rõ, nguyên bổn vốn là một lão đạo hiền từ sau khi nghe hàn lập nói vậy tinh quang trong mắt liền chấp động, trầm giọng hỏi không dối gạt gì đạo hiếu, hàn mỗ cũng biết chút ít về việc luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa trong một cái động phủ cũng đã tìm được một bộ hài cốt của khôi lỗi thú từ thời thượng cổ. Trong bộ hài cốt này còn có mấy viên hồn thạch, nếu như tại hạ đoán không sai thì hồn thạch này chính là vật quan trọng để cho các cổ tu sĩ tạo nên khôi lỗi. Mà đạo hiếu lại đang thu thập các loại hồn thạch này, xem ra đạo hiếu đã tìm được vật luyện chế khôi lỗi có từ thời thượng cổ rồi. Chắc là đang muốn tạo ra một cái khôi lỗi thật là lợi hại không biết hàn mỗ nói vậy có đúng không nếu thực sự là như vậy thì cũng mong đạo huynh cho tại hạ biết đôi chút về việc này hàn lập đưa mắt nhìn thẳng lão đạo không chấp nói ra trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nói ra những này trong lòng đã đề cao giác mặc dù không phải đánh nhau nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng lão đạo ra tay bất ngờ thiên tinh chân nhân sau khi nghe những lời này trên mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt lại lạnh như băng đôi môi mím chặt gương mắt nhìn hàn lập mà không nói gì hàn lập thấy vậy liền càng thêm cẩn thận sắc mặt vẫn bình thường, rồi đưa tay vào túi chữ lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, rồi mở nó ra hướng tới lão đạo, nhìn thấy bên trong có thêm hai khối hồn thạch nữa. Hai cái này so cái lúc nãy còn lớn hơn nhiều, tinh quang chất động nằm im trong hộp. Khuôn mặt lạnh như băng của thiên tinh chân nhân liền thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồn thạch lớn như vậy, người làm thế nào mà có được vậy? Còn có sao? Lão đạo thấp giọng hỏi. Hàn lập nghe vậy chỉ nhìn thiên tinh chân nhân cười cười, dường như không có ý trả lời. Được, ta có thể trả lời đạo hữu mấy vấn đề này. Nhưng để trao đổi ngươi phải cho ta biết làm sao mà ngươi có thể tìm ra được nhiều hồn thạch như vậy chứ lão đạo đưa một ngón tay nhịp nhịp xuống bàn vài cái. Rồi gương mắt lạnh giọng hỏi Hàn Lập, không thành vấn đề, Hàn Lập đã sớm tính trước nên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Đúng như lời các hạ vừa nói, bần đạo cùng với vài vị bằng hữu phát hiện ra một chỗ còn lưu lại một số đồ vật của thượng cổ tu sĩ, rồi phát hiện ra một ít thuật luyện chế khôi lỗi thời thượng cổ, thực sự mà nói mấy cái khôi lỗi thú này uy lực vô cùng lợi hại nhưng mà tài liệu luyện chế thì cũng vô cùng chân quý hơn nữa còn phải dùng đến hồn thạch luyện chế thì mới thành công được nhưng mà hồn thạch thì thật sự rất khó kiếm cho đến bây giờ bần đạo cũng mới tìm được vài khối mà thôi nếu không cũng không đến đại hội đấu giá lần này trực tiếp trao đổi hiện tại hàn đạo hiếu đã nói như vậy thì chắc chắn là vẫn còn nhiều hồn thạch rồi thiên tinh chân nhân lãnh đạm nói xuất xứ hồn thạch này cũng rất đơn giản Trước đây Tại hạ cũng thực sự không biết cái này do thượng cổ tu sĩ gọi là hồn thạch nữa. Ta chỉ biết là nó được sản sinh ra từ trong cơ thể của một loại âm minh yêu thú. Tại hạ đã phải rất là khổ cực mới có được nó hàn lập bình thản trả lời. Âm minh yêu thú, ta chưa từng nghe qua loại yêu thú này, làm sao mà có được loại yêu thú này chứ? Trong mắt của lão đạo lộ ra vẻ rất là hưng phấn, nhưng có chút không hiểu liền hỏi. Chẳng biết chân nhân định luyện chế ra loại thượng cổ khôi lỗi nào vậy? Không biết có thể cho Hàn Mỗ xem qua một chút về thuật luyện chế khôi lỗi hay không? Thần sắc Hàn Lập không chút thay đổi, bình tĩnh hỏi.